chương 3360 công thành lui thân. Nhưng vấn đề là khí lực của hắn quá kém, va chạm sinh ra lực phản chấn đáng sợ, để trong cơ thể hắn sôi trào khắp trốn, sắc mặt trắng bệch. Hắn không thể không thừa nhận, không có ở trên cảnh giới giảo bước tiến lên thất bộ, thì dù lực lượng có ưu thế cũng không có tác dụng gì. Nhìn, hiện tại rõ ràng lực lượng của hắn mạnh hơn, nhưng người bị chấn đến khí huyết sôi trào lại lại là hắn. Trong lòng Lăng Hàn càng gõ cảnh báo, bởi vì phá nhạc không có vận chuyển thiên tôn ký hiệu đường đường thất bộ, sẽ không có nắm giữ thiên tôn ký hiệu. Hiển nhiên không có khả năng, thất bộ khẳng định nắm giữ ký hiệu cấp 1, vấn đề là có mấy cái, có thể hình thành ký hiệu tổ hợp hay không. Nhưng phá nhạc thiên tôn không có dùng ra thiên tôn ký hiệu, vì cái gì? Lão gia hỏa khẳng định là muốn tuyệt sát hắn, không cho hắn có cơ hội xé mở hư không bỏ chạy. Lăng Hàn không có chút do so dự nào, xoay người rời đi. Hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng có tư cách đối kháng thất bộ, nhưng nếu ngây thơ nghĩ rằng có thể chiến thắng thất bộ, kia thật là muốn chết. Đợi hắn dảo bước tiến lên lục bộ, như vậy thất bộ lại như thế nào, chấn áp. Thối lão quái, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tạm biệt. Lăng hàn xé mở hư không, trực tiếp bỏ chạy, còn muốn chạy, phá nhạc thiên tôn cười lạnh, oanh, hắn cuối cùng bạo phát ra toàn lực, trên người có 36 ký hiệu đồng thời phát sáng. Ký hiệu cấp 1, phá nhạc thế mà nắm giữ 36 ký hiệu cấp 1, hơn nữa vẫn là ký hiệu tổ hợp, cái này để lực lượng của hắn lập tức tăng vọt gần 2.000 lần. Cái này cũng không kém lăng hàn, mà lực lượng nguyên thủy của hắn vốn còn cao hơn lăng hàn rất nhiều, tự nhiên càng khủng bố. Sáu loại lực lượng bản nguyên hóa thành quang dực huy động, để tốc độ của phá nhạc báo tố đến cực hạn, cấp tốc kéo gần lại khoảng cách. Thấy phá nhạc mở ra át chủ bài, lăng hàn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ phá nhạc lập tức vận chuyển tất cả ký hiệu cấp 1, như thế lực bộc phát nói không chừng có thể đạt tới 4.000 lần, năm ngàn lần, cái kia thật có thể miểu sát hắn. Còn tốt, bây giờ lực lượng tăng phúc của mọi người đều bỏ đi, hắn không địch lại, nhưng vẫn có thể chống lại một chút. Phá nhạc tính toán, tự nhiên là hy vọng ký hiệu cấp 7 tổ hợp của lăng hàn phóng năng lượng hết, sau đó hắn mới đột nhiên bộc phát, như vậy nắm chắc tuyệt sát tự nhiên lớn hơn. Hiện tại mắt thấy lăng hàn muốn chạy, hắn không thể không cải biến chủ ý, sớm lộ ra lá bài tẩy. Bất quá, sau quang dực tề động, tốc độ này quá nhanh, nhanh đến Lăng Hàn chân trước tiến vào hư không, lỗ hồng xé mở còn không có khép lại, Phá Nhạc cũng đã giết tới, oanh, một trường của hắn vạch ra, sáu loại lực lượng bản nguyên hóa hình, ngưng tụ thành sáu thanh thiên binh, đều ra chỉ lực lượng kinh khủng, đánh về phía Lăng Hàn. Ánh mắt của Lăng Hàn không khỏi ngưng tụ, một chiêu này hắn không đỡ nổi. Ở vận dụng lực lượng bản nguyên, Phá Nhạc siêu việt hắn nhiều lắm. Không có cách, người ta dù sao cũng là thất bộ từ đời trước của nguyên thế giới. Chỉ so điểm ấy, nói không chừng ngay cả đám người lâm lạc, Tân Phó cũng không phải là đối thủ của lão thất bộ. Hắn vung ra nộ quyền đón lấy, oanh, lực lượng chấn động, hư không giết gào. Cả người Lăng Hàn bay ngược ra ngoài, chỉ cảm thấy thân thể muốn chia năm xẻ bảy. Mặc dù mọi người đều tăng lên hơn 2.000 lần lực lượng, nhìn như công bằng, nhưng va chạm sinh ra lực lượng cũng đi theo tăng lên, đối với khí lực của Lăng Hàn mà nói, đây là thử thách to lớn. Phốc, hắn thổ huyết, chỉ cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ. Mụ nội nó chứ, thất bộ cũng quá biến thái đi. Lăng Hàn thầm nói một câu, lại không chút do dự xé mở hư không rời đi, điểm ấy chỉ có hắn mới có thể làm được, trong cơ thể có lực lượng vị diện chỉ dẫn, có thể ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua. Dù lực lượng của phá nhạc chiếm thượng phong, nhưng vẫn bị đánh cho trì trệ, đợi lần nữa đuổi tới, Lăng Hàn đã xé mở hư không rời đi. Hắn mạnh hơn Lăng Hàn rất nhiều, nhưng ở trong hư không, hắn thật giống như mù loà, chỉ có thể lục lọi từ đường cũ trở về, mà không cách nào mở một con đường mới. Nếu không, cuồng loạn không phải càng mạnh hơn sao, sớm đã đưa xúc tu vào từng vị diện, nuốt chửng lấy cả nguyên thế giới. Bang, Lăng Hàn ngã ra ngoài, đụng đầu vào mặt đất, thở hô hô. Đừng nhìn chỉ đối oanh một kích, cũng đã để Lăng Hàn trọng thương. Lực lượng đạt tới cực hạn, đối với khí lực cũng sẽ có yêu cầu to lớn, giống như Lăng Hàn hiện tại chính là thua thiệt ở trên khí lực, rõ ràng lực lượng không có tranh lệch quá nhiều khí lực tăng lên chỉ có thể dựa vào lực lượng bản nguyên rèn luyện, nhưng hiện tại ta chỉ nắm giữ bốn loại, so sánh với thất bộ kém gần một nửa, quá thua thiệt. Lăng Hàn miễn cưỡng ngồi xếp bằng, một bên gặm đại dược chữa thương, một bên tự lẩm bẩm. Hắn vốn cho là mình bước vào ngũ bộ, thực lực tăng mạnh, có được tư cách địch nổi thất bộ, trên thực tế, hắn có thể làm được chỉ là kháng mấy kích. Thậm chí, thất bộ toàn lực phát huy, hắn vẻn vẹn chỉ có thể gánh một kích. Hoặc là dảo bước tiến lên lục bộ, hoặc nghĩ biện pháp để khí lực trở nên càng mạnh rào bước tiến lên lục bộ quá khó khăn hơn nữa theo tình huống của ta đại dược hồng sắc hẳn là vô hiệu cho nên ta bây giờ có thể làm chính là nghĩ biện pháp để khí lực mạnh lên mặc dù lực lượng đặc thù của vị diện không so được lực lượng bản nguyên nhưng lực lượng vị diện trong cơ thể ta nhiều như vậy liên hợp với nhau hẳn là không thua lực lượng bản nguyên tốt trước tụ hợp với đám người kiến tuyết sau đó liền đi nguyên thế giới đời trước ta muốn thu hoạch được càng nhiều đại dược để vị diện trong cơ thể nhanh chóng trưởng thành. Lăng Hàn gặm đại dược, cấp tốc chân áp thương thế, nhưng thất bộ xuất thủ quá mức khủng bố, trong thời gian ngắn còn tốt không được. Không có cách, Thiên Tôn bị thiên địa căm hận, một khi bị thương, thiên địa tự nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này nhằm vào. May mắn đời trước của nguyên thế giới còn sản xuất đại dược chữa thương, nếu không cũng chỉ có thể từng giờ từng phút rèn luyện mình, nhịn không quá, Thiên Tôn treo cũng không phải là không thể. Thoáng khôi phục mấy phần, Lăng Hàn tiến đến tụ hợp với các nàng nữ hoàng trước hắn để đám người lăng hy đi, liền cáo chi chỗ ở của đám người nữ hoàng, hổ nữ, mọi người biết tụ hợp ở nơi nào. mươi 3361, thân phận của tuyệt hỏa. Sau đó không lâu, lăng hàn trở lại an diệp thành. Lăng hàn, cha, tứ đệ, đám người đều xông tới, từ biệt mấy trăm ước năm, tất cả mọi người có biến hóa rất lớn, khoa trương nhất thuộc về lăng hàn, đã có thể ở trong tay thất bộ cứu người. Lăng hàn cười gật đầu, nói, đều là bởi vì ta, liên lụy mọi người ha ha có thể đi chỗ thất bộ nhìn xem ăn ngon uống sướng bao no chuyện tốt như vậy có mấy người có thể đạt được duyên sinh thiên tôn cười nói cái này khiến tất cả mọi người bật cười ngẫm lại cũng phải có thể làm cho thất bộ bắt mà không giết sinh lòng cố kỵ lại có mấy người đại hát cầu thì ngao ngao gọi tiểu hàn tử hiện tại chúng ta đã có được lực lượng thất bộ cái kia liền tự lập môn hộ a lang hàn lắc đầu ta chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi thất bộ còn xa xa không gọi là đối thủ Đám người không khỏi trầm mặc, nói cách khác, ở dưới dâm uy của thất bộ, hiện tại bọn hắn vẫn chỉ có ẩn cư tị thế. Lăng Hàn cười cười, ta dự định lại đi nguyên thế giới đời trước, hảo hảo tăng lên thực lực của mình một chút, đến lúc đó, liền có thể chân chính đối kháng thất bộ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người gật đầu, cùng nhau đi tới, Lăng Hàn đã đầy đủ chứng minh hắn yêu nghiệt, hắn đã có lòng tin như thế, vậy thì nhất định có thể làm được. Tất cả mọi người quyết định tạm thời ẩn nhẫn đợi Lăng Hàn chính thức có được thực lực địch nổi thất bộ, chính là một ngày bọn hắn mở mày mở mặt. Lăng Hàn không mang theo bất luận kẻ nào, độc thân lên đường. Tiến về tầng người trở xuống của nguyên thế giới đời trước, quá mức nguy hiểm, dù có phệ kim thiết làm thành không gian pháp khí bảo hộ cũng vô dụng, chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể tự mình hành động. Nhưng ở trước khi xuất phát, Lăng Hàn đi chỗ Chu Hằng. Hắn cực kỳ tò mò một việc, cái kia chính là thân phận của tuyệt hỏa, đám người phá nhạc xưng là diệt tuyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng đến hỏi đám người phá nhạc, sung viêm, mặc dù năm tên thất bộ này càng rõ ràng hơn. Lùi lại mà cầu việc khác, hắn đi tới Chu Gia. Lăng Hàn có chút phóng thích khí thức của mình, lập tức, một đạo khí thế cực kỳ hùng hậu phun trào, Chu Hằng đi ra. Gần 2 tỷ năm qua đi, thực lực của Chu Hằng lại có bước tiến dài, hắn mới vừa vặn rảo bước tiến lên thất bộ, có không gian tăng lên rất lớn. Người thụ thương, chu hằng nhướng mày lăng hàn gật gật đầu nói ra sự tình đánh nhau với phá nhạc chu hằng không khỏi cười ha ha quả nhiên người giảo bước tiến lên ngũ bộ liền có được chiến lược địch nổi thất bộ bất quá khí lực của ngươi quá kém cần cẩn thận không thể tự tin mù quáng lăng hàn gật đầu ta sẽ nhớ kỹ trong lòng tiếp xuống ngươi hẳn là đi nguyên thế giới đời trước a à? chu hằng hỏi thấy lăng hàn lộ ra kinh ngạc chu hằng cười cười tiếp tục nói bất quá ngươi có thể sẽ thất vọng những vị diện kia kỳ thật đều bị thất bộ thăm dò qua rồi, nhưng dừng bước ở tầng thứ 33, từ tầng này bắt đầu, hạt bản nguyên bị áp xúc quá mức lợi hại, tạo thành một đạo bình chướng, ngay cả thất bộ cũng không cách nào oanh phá. Thất bộ bất tử bất diệt, nhưng cũng không đại biểu lực lượng có thể nghiền ép hết thảy, đồng dạng có thể bị ngăn cản cản, thậm chí chân áp. Thất bộ còn để ý những đại dược kia, Lang Hàn không hiểu nói, Chu Hằng lắc đầu, thất bộ không cần, nhưng chẳng lẽ thất bộ không có hậu nhân cho dù là đám người xung viêm phá nhạc còn không phải muốn bồi dưỡng phong vô định kia sao? Nguyên lai là như vậy, người đều là tử tư, dù là thất bộ cũng không ngoại lệ. Bất quá nói đến phong vô định, Lang Hàn cười nói, phong vô định kia đã bước vào ngũ bộ. Chu Hằng vui vẻ gật đầu, không chỉ hắn, còn có U Liên, Hạo Dương, Khí Hổ cũng đều bước vào lục bộ, có được chiến lược thất bộ. Tiểu tử Mễ Phạn kia lại kém một chút, nhưng chúng ta đều đang toàn lực bồi dưỡng, đoán chừng trong chục tỷ năm hắn cũng có thể dảo bước tiến lên lục bộ, đồng dạng có được chiến lược thất bộ. Đối với nguyên thế giới mà nói, đây thật là một tin tức vô cùng tốt, lập tức hiện ra nhiều chiến lược thất bộ như vậy. Chỉ là có được chiến lược thất bộ không cũng vô dụng, nếu không có khí lực bất tử bất diệt, như vậy ở trước mặt cuồng loạn cũng chỉ là một món ăn, hai ba lần liền đánh chết. Cho nên, vô luận là Lăng Hàn, Phong Vô Định, hay đám người Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, đều là gánh nặng đường xa. Trọng yếu nhất, vẫn là người cùng Phong Vô Định. Chu Hằng trầm giọng nói, một cái là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới, một cái là thiên mệnh tử của đời này, nếu hai người các ngươi đều dảo bước tiến lên thất bộ, nói không chừng có thể triệt để giải quyết cuồng loạn. Lăng Hàn thở dài, đám người Chu Hằng là hy vọng hắn và Phong vô định cùng một chỗ trưởng thành, liên thủ đối kháng cuồng loạn, lòng dạ rộng lớn, nhưng đám người sung viêm, phá nhạc lại muốn xử lý hắn, để Phong vô định độc dẫn Phong tao, so sánh với nhau, lộ rõ cao thấp. Đúng rồi tiền bối, Lăng Hàn nói, hắn nghĩ tới dụng ý chân chính của lần này tuyệt hỏa kia đến cùng là thân phận gì chu hằng lập tức lộ ra sắc mặt nghiêm nghị chuyện này nói ra ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng thử một chút lang hàn cười nói tuyệt hỏa chính là cồn loạn đời trước chân thân của diệt việt chu hằng từng chữ từng chữ nói cái gì dù lực khống chế của lang hàn rất ưu tú nghe thấy lời ấy vẫn thầm kêu một tiếng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nó không phải ở nguyên thế giới đời trước đại phá diệt hôi phi yên diệt sao nếu như lúc đó nhục thân của diệt tuyệt không xấu, vậy nó cần gì trở thành cuồng? Loạn, hoàn toàn có thể lập tức lại cuốn phong vân, như vậy nguyên thế giới đã sớm lọt vào trong tay nó. Mà nếu nhục thân của diệt tuyệt bị đánh sập, hiện tại tuyệt hỏa làm sao lại là chân thân của nó? Chu Hằng lắc đầu, đám người xung viêm đều một mực chắc chắn, tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, có được bộ dáng đồng dạng, khí thức đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, lực lượng cấp bậc thất bộ làm sao có khả năng vô căn cứ chạy ra tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, này cũng có thể giải thích rất nhiều chuyện. Tỷ như, nàng có được năng lực thôn vệ sinh mệnh tinh khí, người ta căn bản không phải thủ hạ của cuồng loạn, mà là chân thân. Chân thân đời trước, chương 3362, thất bộ va chạm một. Về sau, mọi người suy đoán một chút, cho rằng lúc ấy nguyên thế giới hủy diệt, xác thực trọng thương diệt tuyệt, để thân thể cùng thần hồn của nó tách rời, hơn nữa, thần hồn cũng chỉ lưu lại một tia, căn bản không đủ để nhấc lên sóng gió chu hằng nói nói ra suy đoán của các thất bộ về sau nguyên thế giới mới hình thành nhưng thần hồn của diệt việt bởi vì bị thương quá nặng vẫn nằm ở trạng thái hồi phục thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp vị diện nào đó sáng tạo ra một quái vật rốt cục để diệt việt đạt được cơ hội thần hồn nhập chủ chậm rãi lớn mạnh rốt cục con quái vật này trở thành cuồng loạn thân hóa vị diện mở ra vị diện chiến tranh có lẽ thậm chí là thần hồn của diệt việt ảnh hưởng mới khiến cho người của vị diện kia có ý nghĩ sáng tạo cuồng loạn một phương diện khác, chân thân của Diệt Việt sau vô số năm ngủ say, lại tạo thành một linh hồn mới, bởi vì là bộ thân thể này sinh ra, không thể tránh khỏi có được năng lực của Diệt Tuyệt, tương thông với cuồng loạn hiện tại. Lăng Hàn kinh ngạc, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể phải đối mặt hai cuồng loạn sao? Một cái là cuồng loạn, một cái khác càng là cuồng loạn đời trước, Diệt Việt. T, cái này huyên náo lớn rồi. Chu Hằng trầm ngâm, hắn chậm rãi lắc đầu, Diệt Việt này đến cùng muốn làm gì, trước mắt vẫn chưa biết được lúc trước tranh đoạt hạch tâm vị diện không có kết quả nàng liền phiêu nhiên mà đi cũng không tiếp tục xuất hiện lang hàn kỳ quái chẳng lẽ hiện tại diệt tuyệt này không có hứng thú đối với hóa thân vị diện khoan đã vị diện chiến tranh của nguyên thế giới đời trước đến cùng là cái dạng gì trong chiến tranh vị diện của nguyên thế giới đời trước diệt tuyệt hiển nhiên không có thân hóa vị diện không thì nàng làm sao có thể có được một bộ nhục thân bất quá cũng không nhất định cùng loạn hóa thân thành vị diện không phải vẫn có hình thái bản thể sao xúc tu kia vung vẩy thét lên tiêu hồn lang hàn càng nghĩ càng nhức đầu dứt khoát không thèm nghĩ nữa dù sao có một chút có thể khẳng định là tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt điểm ấy không có nghi vấn tiền bối cũng muốn đi nguyên thế giới đời trước sao lang hàn hỏi chu hằng gật đầu ta cũng xa xa không có tu đến thất bộ đỉnh phong có chút đại dược vẫn có trợ giúp mặt khác cuồng loạn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hóa viêm xương vị diệt toàn diện bắt đầu chiến tranh lần này nó lại thôn vệ một vị diện siêu cấp, dù có ta cùng sở sư đệ gia nhập, tình thế y nguyên cực kỳ ác liệt. Lăng Hàn gật đầu, bên huyền mạc vị diện nhìn như nhiều chu hằng cùng sở hạo, nhưng cuồng loạn tăng lên lại lớn hơn. Vậy ta đưa tiền bối đi nguyên thế giới đời trước, hắn nói, chu hằng vui vẻ gật đầu, hắn biết Lăng Hàn có được năng lực xuyên thẳng qua vị diện. Bất quá, trước khi xuất phát, hắn lại kêu sở hạo, do Lăng Hàn xé mở hư không, một đường nhảy vọt. Sau đó lại vào hư không, thẳng đến mục tiêu. Đến mục đích về, ba người lăng hàn liền mỗi người đi một ngả. Bọn hắn đều là chiến lược thất bộ, cái nào không tâm cao khí ngạo, sao nguyện ý dinh ánh sáng của người khác. Lăng hàn đi xuống phía dưới, banh banh banh, hắn một hơi vào tới tầng thứ 9. Lúc trước, đây chính là cực hạn của hắn, nhưng bây giờ hắn lại nhẹ nhõm tới tầng thứ 10, bất quá nơi này sớm đã bị những lục bộ năm đó khai thác xong, lưu lại chỉ là một mảnh thương di. Hắn tiếp tục đi tới, hạt bản nguyên cuồn cuộn thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm đáng sợ. Còn tốt, đây cũng không phải thất bộ trí tôn cố ý làm, các loại hạt đều đều, uy lực là mạnh, nhưng chỉ là mạnh mạnh hơn lục bộ, lại không có đạt tới thất bộ, mà xen vào giữa hai bên. Bởi vậy Lăng Hàn chỉ thoáng phí một chút khí lực, liền chen vào tầng thứ 11. Nơi này, hắn chưa có tới, nhưng chính như Chu Hằng nói, hắn thực sự rất thất vọng. Bị khai thác qua rồi, cơn bão năng lượng vô tận từ trong hầm mỏ dâng trào, để trong này biến thành địa ngục. Còn thất bộ, thật sự là không một chút hình tượng nào lang hàn lắc đầu nơi này thật đúng là đào đến sạch sẽ hắn cảm ứng một chút tất cả đều là thạch bì vứt bỏ căn bản không có một chút xíu đồ vật có thể dùng không chỉ như thế nơi này cũng bị đại phá hư lưu lại từng cái hố trời căn bản không giống những tầng phía trên là do thợ mỏ đào cái động móc ra thiên tôn thạch cũng phải thất bộ nào có nhiều thời giờ như vậy cái này hẳn là sau khi viêm xương vị diện luân hãm thất bộ trí tôn mới dành được thời gian đến tiến vào nơi này tiến hành khai thác nếu không dù xuất động phân thân cũng vô dụng, căn bản đến không được nơi này. Đi tới A, Lăng Hàn phá vỡ mặt đất, xuất phát về phía tầng thứ 12. Nơi này hạt bản nguyên đẻ ép, mà sát càng thêm lợi hại, Lăng Hàn đều phải tăng lên mấy phần lực lượng phòng ngự, lúc này mới có thể xuyên qua. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, nơi này vẫn bị đào rỗng. Ngẫm lại, từ khi viêm xương vị diện luân hãm, đến nay đã có bao nhiêu ức năm, thất bộ lại là thực lực cỡ nào, muốn đào rỗng một vị diện còn không dễ dàng. Lại nói, càng xuống, vị diện càng nhỏ, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lăng Hàn không nhụt trí, tiếp tục xuống, áp lực càng lúc càng lớn, hạt bản nguyên hình thành hỏa diễm cũng càng ngày càng đáng sợ, để Lăng Hàn cũng có chút lo lắng, xuống mấy tầng nữa, hắn có thể chống đỡ được hay không? Dù sao hắn cũng không phải thất bộ chân chính, khí lực cũng không phải vô địch. Đi vào tầng thứ 13, Lăng Hàn phát hiện nơi này hắn tới qua, trước có không gian thông đạo từ tầng thứ 7 thẳng đến nơi đây. Đến, đi tầng thứ 14A. Cứ như vậy, thời điểm Lăng Hàn đi tới tầng thứ 23, hắn rốt cuộc phát hiện nơi này là một thế giới không có bị khai phát xong. Khởi công, Lăng Hàn dương động thần thức, tìm kiếm bảo vật, thực lực của hắn tiến thêm một bước, cơ hồ chính là thiên hạ đỉnh tiêm, thần thức cường đại cũng không cần nói, do xét tìm cực kỳ nhanh chóng, nửa ngày sau, hắn đưa tay chộp một cái, lực lượng hóa thành đại thủ, bành bành bành, một đường oanh phá địa tầng, sau đó bắt tới một gốc đại dược. Màu xanh, Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp nuốt, lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, đại dược màu xanh đối với tu vi tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng chân mũi lại nhỏ đó cũng là thịt. Lại gần nửa ngày sau, Lăng Hàn lần nữa đưa tay, banh, đánh bay đá vụn, lần này hắn đạt được một viên thiên tôn ký hiệu. Ký hiệu cấp 6, hơn nữa là hắn chưa từng có. chương 3363, thất bộ va chạm 2. Lăng Hàn gật đầu, đợi tu vi đạt tới ngũ bộ đỉnh phong, hắn liền bế quan thôi diễn toàn bộ ký hiệu cấp 6 ra. Thất Bộ Thiên Tôn cũng có mấy chục viên ký hiệu cấp 1, hơn nữa còn có thể tổ hợp để hắn hiện lên cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng cảnh giới hạn chế, để hắn hiện tại đi thôi diễn ký hiệu cấp 1 quá khó khăn, vẫn là từ ký hiệu cấp 6 bắt đầu tương đối đáng tin cậy, hơn nữa sau khi thôi diễn toàn bộ ra, uy lực cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Thời gian lặng yên mà qua, Lăng Hàn thu hoạch không ít, nhưng căn bản là đại dược lục sắc trở xuống, với hắn trợ giúp có hạn, mà Thiên Tôn ký hiệu hết thảy mới 6 cái, hơn nữa còn có hai cái là hắn đã có. 3 năm qua đi, Lăng Hàn vẫn mỗi ngày dò xét đá, đoạt bảo, cũng sớm đã rời đi khu vực hắn tiến nhập, không biết tới nơi nào. Một ngày này, hắn lại phát hiện một gốc đại dược, oanh, đại thủ nhô ra. Nhưng khi đại thủ của hắn bắt lấy gốc đại dược kia, một cỗ lực lượng cường đại cũng đập qua, oanh, cỗ lực lượng này đánh vào trên tay của hắn, chấn động để bàn tay của hắn sắp vỡ nát, dù sao cái này cũng là lực lượng ngưng tụ, Tính cứng cỏi có hạt, nhưng đại dược trong tay hắn cũng bị chấn thành mảnh vụn. Lực lượng của thất bộ quá cường đại, Lang Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ. Dựa vào, thật vất vả mới tìm được một gốc đại dược, là ai phá hỏng chuyện tốt của hắn? Ông, một cỗ khí thế cường đại lao qua, hiển nhiên đối phương cũng rất phẫn nộ, cho rằng là Lang Hàn tranh đoạt đồ vật của hắn. Thân hình Lang Hàn bay lên, lao về phía kia người, từ đối phương lưu chuyển ra khí thức tới nhìn, đây cũng không phải thất bộ chí tôn tân khí hổ lang hàn rất nhanh liền thấy được đối thủ của hắn chính là lão đối đầu ba phen mấy bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết khó trách khí thức không đạt thất bộ nhưng lại có thể tới nơi đây tân khí hổ cười ha ha một tiếng lang hàn lại gặp mặt lang hàn mặt mũi tràn đầy lành lạnh ngươi muốn chết như thế nào đối với tân khí hổ lang hàn tràn đầy phẫn nộ ra hỏa này ghen ghét hắn cái này hắn không có để ở trong lòng nhưng luôn công báo tư thù cái này thật quá mức có bản lĩnh ngươi quang minh chính đại đến đánh nhau cùng cấp, xem ai như bức. Người còn giết không được ta, tân khí hổ cười nói, nhìn lăng hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Đã muốn đánh, tốt, ta liền bồi ngươi chơi, chơi em gái ngươi, lăng hàn liền xông ra ngoài, phát động nộ quyền. Sắc mặt của tân khí hổ có chút khó coi, hắn thật có một muội muội, lăng hàn muốn chơi muội muội hắn. Ngóa, hắn cũng nổi giận, vung quyền đáp lễ về phía lăng hàn. Hai người đều là vô thượng thiên kiêu, càng có được chiến lược thất bộ, dưới một kích, đại địa bốn phía nhao nhao vỡ nát ở trước mặt lực lượng của hai người lộ ra cực kỳ yếu ớt oanh 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 liên tục va chạm hơn trăm lần bọn hắn lần nào cùng toàn thân đẫm máu không có cách lực lượng vượt qua cảnh giới khí lực không chịu đựng nổi tân khí hổ còn tốt dù sao so với lăng hàn nhiều hơn một loại lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể chỉ là nứt da mà lăng hàn thì tâm phổi đều hiện ra vết rách bị thương cực kỳ nghiêm trọng lăng hàn cảnh giới càng cao tranh lệch lại càng lớn Tân khí hổ ngạo nghẽ nói, cho dù lực lượng của ngươi không thua ta thì có ích lợi gì. Khí lực kém quá nhiều, hai tay của hắn hoa búa, điên cuồng chém lăng hàn. Đây là lời nói thật, thất bộ có thể như bức như vậy, lực lượng lớn nhất đương nhiên là bởi vì khí lực của bọn hắn bất tử bất diệt, nếu không ngươi nhìn, khẳng định sẽ có người phản chiến đầu nhập vào cuồng loạn. Ngươi nói không sai, lăng hàn gật đầu, nếu hắn ngay cả chút chuyện này cũng không chịu thừa nhận, như vậy cách cục không khỏi cũng quá nhỏ. Hắn kéo dài khoảng cách, không cùng tân khí hổ liều mạng mà lấy lực lượng hóa thành các loại binh khí hoặc đánh hoặc nện hoặc đụng hoặc đâm về phía tân khí hổ đây là lĩnh ngộ của hắn sau khi đối chiến phá nhạc thiên tôn khí lực không bằng vậy thì không cần liều mạng logic rất đơn giản bất quá kéo khoảng cách lấy lực lượng hóa thành binh khí công kích uy lực tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều tân khí hổ cho thấy dũng mãnh của một tên siêu cấp thiên tài hắn nghịch lấy công kích của lăng hàn cường thế giết tới bành 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 hai tay của hắn như búa đánh bay công kích trùng điệp của Lăng Hàn, cường thế đánh tới. Lăng Hàn, lực lượng của ngươi chỉ bất quá ngang hàng ta, nhưng khí lực kém nhiều như vậy, làm sao đối địch với ta? Tân khí hổ cười to, hắn đã sát qua, chỉ bằng cái này, Lăng Hàn nói, oanh, hơn vạn vị diện tề xuất, diệu động thương khung. Tân khí hổ lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thân thể có chút nghiêng, hơn vạn vị diện trung cấp, tiếp cận cao cấp cùng một chỗ chân áp, dù hắn có chiến lực thất bộ cũng không thể điềm nhiên như không có việc gì, Lăng Hàn thừa cơ giết tới, một quyền trực kích mặt của hắn. Trước lui, kéo dài khoảng cách, chỉ là giả bộ, cố ý yếu thế. Tân khí hổ liền tranh thủ vung hai tay, bảo hộ ở trước người. Bành, dưới trọng kích, tân khí hổ lập tức bị đánh bay đi, nhưng hắn rất nhanh liền huy động mười mấy quyền, ngạnh xanh hóa giải đi thế. Người thật đúng là yêu nghiệt, tân khí hổ có chút không thể tin được, hắn cùng phong vô định giao thủ qua, đối phương chỉ có một trăm vị diện, mặc dù có thể áp chế hắn, nhưng cũng không phải hết sức rõ ràng, hắn vẫn có lực chiến một trận, dù sao cảnh giới chiếm thượng phong. Nhưng số lượng vị diện của Lăng Hàn quá nhiều, để hắn chỉ có hai cái căn bản không có ý tứ tế ra mất mặt xấu hổ. Lại đến, Lăng Hàn chiến ý ngang nhiên, trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua cảnh lúc trước Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương tới cứu hắn, ba người kề vai chiến đấu, đáng tiếc cảnh tượng như vậy đã một đi không trở lại, hẳn là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hai người tái chiến, lúc này Tân Khí Hổ có cố kỵ không dám quá mức tiếp cận Lăng Hàn. Lúc trước hai người cận thân vật lộn, biến thành hiện tại kéo dài khoảng cách viễn trình oanh tạc. Nếu như đổi một cái đối thủ, như vậy lấy chiến lược thất bộ của Lăng Hàn hoặc Tân Khí Hổ, viễn trình oanh tạc lại như thế nào, lục bộ cũng chỉ có bị miểu sát, như thế nào cũng phải bị trọng thương. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều là chiến lược thất bộ, như vậy liền thành tràng diện kịch liệt, đối với song phương lại không cách nào tạo thành tổn thương gì. Trường 3.364, không bịch lại, tán tiền. Lăng Hàn không thể không thừa nhận, tân khí hổ thực rất cường đại, nếu không phải trong cơ thể hắn có quá nhiều lực lượng vị diệt, như vậy dưới tình huống tranh lệch cảnh giới, đối phương là tuyệt đối sẽ không thua hắn. Cái này để hắn hiện lên một tia cùng chung chí hướng, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, tên vương bát đản này. Lăng Hàn, thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy phong vô định đang từ nơi xa đuổi gấp tới. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ giận dữ, lần gần đây nhất giao thủ, ở dưới tình huống cảnh giới hoàn toàn giống nhau, hắn lại không phải đối thủ của lăng hàn để hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận ở trong lòng có tâm ma kém chút bởi vậy không thể đột phá ngũ bộ hắn muốn báo thù báo thù báo thù kêu la cái gì cút ngay cho ta lăng hàn bỏ xuống tân khí hổ đảo ngược đánh tới phong vô định nói đến kỳ quái tân khí hổ thế mà không có truy kích chỉ khoanh tay một bộ xem náo nhiệt phong vô định bạo hống một tiếng đấm ra một quyền bốn loại lực lượng bản nguyên hóa thành bốn loại hình thái đao kiếm búa Việt, đánh về phía Lăng Hàn. a à, đây là thủ đoạn của phá nhạc, Lăng Hàn kinh ngạc, con rùa già kia thật đúng là bảo vệ phong vô địch, thế mà truyền thụ Việt chiêu dạng này. Bất quá, cái này lại như thế nào, người cũng không phải lão già chết tiệt kia. Lăng Hàn không sợ hãi chút nào nghênh tiếp, ký hiệu cấp 7 toàn bộ vận chuyển, gia trì 2.000 lần lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ, ngay cả phá nhạc thiên tôn không vận chuyển thiên tôn ký hiệu cũng phải cam bái hạ phong. Bành, bốn loại vũ khí lập tức vỡ nát, hóa thành vô số hạt nhỏ, quản ngươi đại chiêu gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Mặt mũi của Phong vô định tràn đầy kinh sợ, đồng dạng là ngũ bộ, đồng dạng có được chiến lược thất bộ, vì sao hắn vẫn không bằng lăng hàn. Hắn vội vàng vận chuyển ra 100 vị diện, ông 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 ông, từng vị diện cao cấp hiển hiện, bao khỏa ở trong quang đoàn kỳ dị, tạo thành lực áp bách đáng sợ. Đừng nhìn Phong vô định có số lượng vị diện không bằng lăng hàn, nhưng ở trước khi không có tu đến cực hạn, số lượng nhiều ít kỳ thật cũng không quan trọng, Tương phản, bởi vì chỉ có 100 cái, áp lực của Phong Vô Định liền không lớn lắm, đủ để tu luyện mỗi vị diện càng mạnh, điều kiện tiên quyết là vị diện của hắn có thể đạt tới dạng độ cao này. Hiển nhiên, làm thiên mệnh tử của nguyên thế giới đời trước, Phong Vô Định có năng lực như vậy. Những vị diện này đến gần vô hạn hoặc đã đạt đến cao cấp, trăm cái tề xuất, lực áp bách vẫn là tương đối đáng sợ. Lăng hàn hừ một tiếng, cũng thả ra 100 vị diện đối kháng, không cần nhiều chỉ cần có thể triệt tiêu những vị diện này mang tới áp lực là được. Oanh, 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 hai người đụng nhau, lần này Lăng Hàn không có ở trên khí lực rơi vào hạ phong, về mặt lực lượng càng nắm giữ ưu thế cực lớn, lập tức đánh cho phong vô định hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì, vì cái gì hắn luôn bị Lăng Hàn áp chế, chẳng lẽ vĩnh viễn như vậy sao? Phong vô định lần đầu mất đi lòng tin, hiện tại chiến lực của hắn đã là thất bộ, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Lăng Hàn, rốt cuộc phải làm sao mới có thể chiến thắng đại địch này một cái thất thần, hắn lập tức trúng một quyền, cả người bay ra ngoài. Đại chiến, nhiều lần bại, phong vô định miễn cưỡng ngưng thân hình, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, lăng hàn chính là chuyên môn khắc hắn sao. Nhưng với tư cách tuyệt đỉnh thiên kiêu gần với lăng hàn, hắn lập tức khôi phục lòng tin. Không, chỉ cần hắn có thể sớm hơn lăng hàn tiến vào lục bộ hoặc thất bộ, vậy hắn vẫn có thể thắng, nhất là thời điểm thất bộ. Thất bộ bất tử bất diệt, khí lực vô địch, như vậy hắn thành tựu thất trước bộ, hao tổn cũng có thể mài chết lăng hàn hai mắt hắn sáng tỏ trong nháy mắt tràn đầy chiến ý lăng hàn có chút do dự có phải nên xử lý người này hay không nghĩ nghĩ hắn quyết định tha phong vô định một mạng đối thủ hắn đánh bại qua chẳng lẽ còn sợ có một ngày sẽ trái lại siêu việt hắn không có khả năng này dù người này là phong vô định thiên kiêu mạnh nhất gần với hắn lan về sau gặp ta nhớ kỹ đường vòng nếu không gặp ngươi một lần đánh một lần lăng hàn nói không giết phong vô định là bởi vì cuồng loạn càng ngày càng lợi hại hơn nữa còn có một diệt việt thần bí nguyên thế giới quá cần lực lượng cấp bậc thất bộ phong vô định cắn răng không có phản bác thực lực không bằng như vậy thả hào môn cũng chỉ tự rước lấy nhục đúng rồi lam hàn vẫy tay quy cổ cũ giao ra bảo vật trên người suýt nữa quên mất đây là một tiến tài đồng tử tại sao có thể không công buông tha phong vô định có chút há mồm người thế mà còn muốn ăn cướp ta hoặc là người tự mình giao ra hoặc là ta đánh người tàn phế, lại tìm ra, người tự mình tuyển đi. Lăng Hàn thở ơ nói, cho Phong vô định hai lựa chọn. Phong vô định cắn răng, vung tay về phía Lăng Hàn, lập tức có mười mấy gốc đại dược bay đi. Lăng Hàn tiếp nhận đại dược, gật gật đầu, cười nói. Đi tốt, không tiến, toàn thân Phong vô định đều đang run rẩy, có thất bộ nào sẽ bị bước đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ chỉ có hắn, mặc dù hắn không phải thất bộ chân chính, nhưng có được chiến lược thất bộ, miễn cưỡng cũng có thể xem như vô cùng nhục nhã, mất mặt xấu hổ. Phong vô định ghi tạc trong lòng, cái này sẽ hóa thành động lực vô tận, để hắn càng nhanh dảo bước tiến lên lục bộ, thậm chí thất bộ, sau đó oanh bại lăng hàn, đòi hết thảy trở về, hắn còn muốn. Quay đầu ý dâm, cút nhanh lên, lăng hàn phiến phiến tay, đánh gãy phong vô định nguyễn tưởng. Dựa vào, ta ý dâm người cũng quản, phong vô định cắn răng, quay người liền đi, đối mặt lăng hàn, hắn chỉ có nhục nhã vô tận mà thôi. Lăng hàn xoay người lại, đối mặt tân khí hổ vừa rồi thế mà không có xuất thủ hắn có chút kinh ngạc nếu như tân khí hổ liên thủ với phong vô định như vậy thắng bại thật đúng là khó nói tân khí hổ suy cười một tiếng cùng hắn liên thủ không phải để cho ta tự hạ thân phận sao dù lăng hàn cực kỳ thống hận người này nghe nói như thế vẫn dâng lên một chút bội phục mặc dù phong vô định ở trên thiên phú xuất sắc hơn tân khí hổ nhưng nói đến ngạo khí hào hùng lại kém rất nhiều vậy thì lại đến một trận chiến lăng hàn nói Hai người còn không có phân ra thắng bại đâu. Chương 3365, thấy phải, như ngươi mong muốn, Tân Khí Hổ lao đến, dẫn đầu phát động công kích. Hai người kịch chiến, nhưng vẫn chỉ có ở trên mặt náo nhiệt mà thôi, đều kéo dài khoảng cách đối oanh, dù ai cũng không cách nào tạo thành uy hiếp chân chính. Bởi vậy, chiến đấu 3 ngày, hai người đồng thời dừng tay. Lần sau gặp lại, nhất định lấy mạng chó của ngươi." Lăng Hàn nói, "Chém thủ cấp của ngươi." Tân Khí Hổ cũng không chút yếu thế hai người mỗi người đi một ngả tiếp tục thăm dò khoáng mạch thu hoạch được càng nhiều ích lợi gia tốc mình trưởng thành lăng hàn cực kỳ có động lực hắn muốn nghiền ép tân khí hổ đạp lăn đám người sung viêm phá nhạc dạng mục tiêu này để hắn cực kỳ ước mơ thực lực chỉ là vị diện này thật ít đi một chút hơn nữa tàn phá không chịu nổi rất nhanh lăng hàn liền phát hiện khoáng mạch bị đào rỗng vậy thì đi xuống dưới lăng hàn xuất phát sau khi thâm nhập dưới đất hắn nhíu mày đến nơi này hạt bản nguyên cũng không chỉ thiêu đốt đơn giản như vậy, mà là lít nha lít nhít, biến thành thực chất. Sáu loại hạt bản nguyên chính là bản nguyên của thế giới, có được lực lượng to lớn không thể tưởng tượng nổi, mà khi những hạt bản nguyên này trồng chất, hình thành lực cản liền có thể tưởng tượng được. Tiến lên giống như người bình thường rơi vào vũng lầy, cực kỳ gian nan. Chu Hằng nói qua, trước mắt thất bộ chân chính cũng dừng bước ở tầng 33, bởi vì ở nơi đó hạt bản nguyên tích thành tường, căn bản là không có cách xuyên thấu. Nhìn nơi này liền biết, hạt bản nguyên dày đặc như vậy để tốc độ của hắn chậm như thế có thể suy ra trình độ dày đặc này lại đề thăng gấp trăm lần gấp một vạn lần thật sự là ngay cả thất bộ cũng chỉ có thể đụng tường mà quay về tốc độ của lăng hàn cực kỳ chậm hơn nữa hạt bản nguyên thổi qua mang theo nghiệp hỏa vô thượng cái này lực phá hoại hết sức kinh người để lăng hàn phảng phất như một mực giao thủ với chuẩn thất bộ hơn nữa còn không phải một tên mà là hàng trăm hàng ngàn tên không ngừng ra tay với hắn để hắn cực kỳ phí sức dù sao Hắn không có khí lực của thất bộ, nhất định phải hóa giải mỗi một đạo công kích, nếu không, hắn sẽ thụ thương, mà thụ thương ở dạng hoàn cảnh này, như vậy có khả năng để thương thế của hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn lạc. Cơ duyên luôn nương theo nguy hiểm, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đương nhiên, cái này đối với thất bộ không thích hợp, cường giả cấp bậc này không cần lo lắng bản thân an nguy, khắp thiên hạ đều có thể đi đến, hoàn toàn có thể không cần để ý ai, siêu nhiên hết thảy. Bỏ ra trọn vẹn 700 năm Lăng Hàn rốt cục đi ra tầng này, tiến vào một vị diện mới. Oanh, vừa tới nơi này, hắn liền gặp một hạ mã uy, một cơn bão năng lượng xung kích về phía hắn, còn tốt, đây chỉ là cấp bậc lục bộ, bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Lăng Hàn đưa mắt quét qua, không khỏi lộ ra nụ cười. Còn tốt, mặc dù nơi này cũng có dấu hiệu bị đào qua, nhưng không có đảo giống, vẫn có giá trị thăm dò. Lăng Hàn triển khai, một bên thì lấy đại dược do phong vô định nộp lên gặp, không có mấy ngày thời gian, những đại dược này liền bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Hắn thở dài, lực lượng vị diện trong cơ thể nhiều tất nhiên để chiến lực của hắn mạnh đến nghịch thiên, nhưng muốn tăng lên một bước cũng chậm không hợp thói thường, nhiều gốc đại dược như vậy, tiến bộ của hắn chỉ một chút xíu. Tìm tìm, hắn không ngừng đi, thu hoạch cũng không phải ít. Trên đời này dù sao mới mới thất bộ như vậy, hơn nữa chưa hẳn toàn bộ đến nơi này, giống như lúc trước, sung viêm, phá nhạc sẽ còn vì phong vô định tiến vào nơi này tìm kiếm đại dược, nhưng bây giờ phong vô định cũng có được chiến lược thất bộ bọn hắn sẽ còn như vậy sao hiển nhiên không thể nào năm người bọn hắn cũng không phải bảo mẫu đồng dạng giống như đám người lâm u liên tân khí hổ bước vào lục bộ có được chiến lược thất bộ lâm lạc tân phó khẳng định cũng sẽ không tới nơi này cũng không thể mọi chuyện đều do bọn hắn tới làm a à. tu vi của lăng hàn đang thong thả tăng lên so với hắn vùi đầu khổ tu hiệu suất vẫn lật ra mấy lần đương nhiên lăng hàn cũng không có bỏ bê tu luyện Thời khắc đều thắp sáng toàn bộ thiên tôn ký hiệu trong cơ thể, hấp thu hạt bản nguyên, lớn mạnh lực lượng vị diện gần như không cuối cùng kia. Bây giờ hắn có được thiên tôn ký hiệu đã đạt đến hơn 400, mặc dù cao gia ít đến thương cảm, nhưng lại có 3 bộ ký hiệu tổ hợp hoàn chỉnh, cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn dòng giá tăng lên hơn 3.500 lần. Dù như thế, tiến cảnh của hắn vẫn chậm không hợp thói thường, có thể thấy được lực lượng vị diện trong cơ thể hắn nhiều đến mức nào. Đây là cái giá khi muốn cường đại đâu có thể nào đã tu luyện nhanh đến mức kinh người, lại cùng cấp vô địch. Ba vạn năm đi qua, vị diện này cũng bị lăng hàn đào không sai biệt lắm, hắn dự định tiến về vị diện kế tiếp, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường hoành lại bỗng nhiên đánh tới. Thất bộ, lăng hàn lập tức kịp phản ứng, chỉ có thất bộ đạt đến lực lượng bản nguyên viên mãn, khí tức mới có thể bá đạo như vậy. Là ai, Chu Hằng, hay Sở Hạo, lăng hàn có thể cảm ứng được, mặc dù có khí tức này cường hoành không hiểu, nhưng cũng không ổn định, cho nên hẳn là gần đây đột phá thất bộ. Cái gần đây này dĩ nhiên không phải một ngày hai ngày, đạt tới thất bộ, trong chục tỷ năm đột phá cũng có thể coi là gần đây. Hưu, một bóng người xuất hiện, trên thân quấn quanh lấy nhật nguyệt tinh thần, bá khí kinh người. Đôi mắt của Lăng Hàn nhíu lại, thứ này lại có thể là kim tàm. Gia hỏa này cư nhiên trở thành thất bộ rồi. Lăng Hàn sớm biết, trước trong các lục bộ, có hy vọng dảo bước tiến lên thất bộ nhất chính là Chu Hằng, Sở Hạo, Vạn Ảnh cùng Kim Tàm, bất quá cuối cùng chứng minh vẫn là Chu Hằng cùng sở hạo càng thêm yêu nghiệt, dựa vào năng lực của mình bước vào thất bộ. Như vậy, Kim Tam hẳn là cướp đoạt đến một khối vụn hạch tâm vị diện, dựa vào cái này đột phá. Từ lục bộ bước vào thất bộ, cùng đám người lăng hàn, tân khí hổ có được chiến lược thất bộ, đây là khái niệm hoàn toàn khác biệt, rất đơn giản, thất bộ nắm giữ 6 loại hạt bản nguyên, khí lực bất diệt, đây là lực lượng lớn nhất. Đối mặt một đối thủ đánh không chết, đánh như thế nào? Thời điểm Lăng Hàn nhìn thấy Kim Tàm, Kim Tàm cũng đồng thời thấy được hắn, trên mặt lập tức lộ ra sát khí. chương 3366, đối chiến thất bộ. Lúc trước Kim Tàm, vạn ảnh, nhạc bác Dung đều dốc sức chủ trương xử lý hắn, kết quả nhạc bác Dung bị hắn xử lý, vạn ảnh càng ở thời điểm cùng hắn tranh đoạt mảnh vỡ hạch tâm chật vật mà chạy, như vậy trong ba người, lăn lộn tốt nhất hẳn là Kim Tàm. Thất bộ, bất tử bất diệt, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thằng nhãi danh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Kim Tàm lành lạnh nói, vừa vặn, triệt để giải quyết tên phản đồ ngươi. Lăng Hàn nhún nhún vai, thất bộ lại như thế nào, không tầm thường sao. Hư. không đạt thất bộ, ngươi làm sao biết thất bộ cường đại. Mặt mũi Kim Tàm tràn đầy xem thường, đừng tưởng rằng ngươi có được chiến lược thất bộ, liền có thể địch nổi thất bộ, đây chỉ là một nguyễn tưởng ngu xuẩn. Đứng ở độ cao của bản tôn hiện tại, ngươi tựa như sâu kiến. Loại cảm giác nắm giữ hết thảy này, ngươi là không thể nào trải nghiệm. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội hắn nói một hơi phảng phất như đưa mình vào thần đàn mà lăng hàn chỉ có phần quỳ bái hắn cảm giác bản thân ưu việt muốn lên trời rồi lăng hàn lắc đầu còn có di ngôn gì không di ngôn ra hỏa này thế mà xem mình mới vừa nói là di ngôn t cái miệng tiện này biểu lộ của kim tàm lập tức lạnh xuống thất bộ đứng ở thế giới đỉnh phong không người nào có thể khinh nhờn nhất định phải cung kính bày ra tư thái cực kỳ thấp lại dám nhiệt thị hắn trêu chọc hắn thằng nhãi danh, sắp chết đến nơi vẫn mạnh miệng. Hắn từ tốn nói, thất bộ đương nhiên sẽ có năng lực tự kiềm chế. Bản tôn nguyên bản muốn cho ngươi một thống khoái, nhưng ngươi lại muốn dẫn hỏa thiêu thân, ăn nhiều đau khổ. Lăng Hàn thở dài, ta hiện tại xác thực biết thất bộ lợi hại, miệng pháo đánh cho vang lật trời, ở điểm này, ta xác thực không bằng ngươi, bội phục, bội phục. Hắn vái chào, cái này, kim tàm giận đến phát cuồng, tốt ngươi cái thằng nhãi danh, nếu bản tôn không để ngươi chịu đủ một kỷ nguyên thống khổ, liền uổng là thất bộ. Hắn cuối cùng nhịn không được, ngang nhiên giết tới, dương động lên khí tức đáng sợ, sáu loại hạt bản nguyên đều hóa thành thực chất, trong tay hắn ngưng tụ thành một cây thương, đâm về phía lang hàn. Thất bộ quá mạnh, không dùng đến bất luận binh khí gì, bởi vì cho dù là dùng thiên tôn bảo khí, vậy cũng không thể thừa nhận lực lượng to lớn của thất bộ, sẽ lập tức vỡ nát. Nhưng không sao, sáu loại hạt bản nguyên ngưng tụ, đây chính là vũ khí đáng sợ nhất trên đời. Oanh, thất bộ đánh tới, uy thế phách tuyệt. Lăng Hàn ngưng quyền, ký hiệu cấp 7 nháy mắt thắp sáng toàn bộ, lập tức để lực lượng của hắn tăng lên 2.000 lần. Ông, hơn vạn vị diện cũng cùng một chỗ nổi lên, sau đó, hắn vung ra một quyền. Bành, dưới một kích, cả người kim tàm liền bị đánh bay, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía sau, trong nháy mắt liền hóa thành một điểm nhỏ. Thất bộ bất diệt, khí lực vô địch, mặc dù một quyền này cực kỳ bá đạo, lại tự nhiên không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng mà, kim tàm lại há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đường đường thất bộ trí tôn, thế mà bị người một quyền đánh bay. Cái này nếu chuyển đi, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Coi như hắn vừa mới dảo bước tiến lên thất bộ, nhưng như vậy cũng không cách nào trở thành lý do A. À. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Kim tàm vội vàng cổ động lực lượng, sáu loại hạt bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, chộp về phía mặt đất, nhưng bắt là bắt được, lại căn bản không cách nào phanh thế lui, mặt đất bị sẻng ra một rãnh sâu nếu có nước đổ vào vậy cái này có thể trở thành biển cả rút lui thẳng đến mấy vạn dặm kim tàm mới rốt cục ngừng thân hình hắn không khỏi kinh hãi lực lượng của Lam hàn mạnh là không thể tưởng tượng nổi phải biết cảnh giới càng cao muốn vượt cấp chiến đấu càng khó thất bộ càng là thiên hạ đỉnh phong vốn hẳn nên tầm mắt bao quát non sông nhưng bây giờ thế mà bị một tên ngũ bộ oanh bại nếu không phải thất bộ khí lực vô địch đoán chừng một quyền này liền có thể đánh chết hắn kim tàm nghĩ như vậy không khỏi đưa thay sờ mặt chỉ cần dảo bước tiến lên thất bộ được sáu loại lực lượng bản nguyên rèn luyện như vậy khí lực chính là không thể phá vỡ dù nguyên thế giới nổ tung cũng không cách nào tổn thương cho nên trên mặt của hắn không có để lại chút vết thương nào nhưng để hắn động dung chính là thức hải của hắn lại chấn động thất bộ không phải bất tử bất diệt sao vì cái gì thức hải của hắn sẽ chấn động một cái mặc dù cũng chỉ như thế nhưng nếu như lực lượng của lăng hàn lớn hơn chút nữa có phải sẽ để cho hắn cảm giác được nhói nhói hay không thậm chí đạt tới một cực hạn nào đó có thể đánh nổ thức hải của hắn hay không đây cũng không phải là không có khả năng ngươi nhìn trong thất bộ của nguyên thế giới đời trước hoàng sa trí chí tôn chính là chết như thế nào vấn đề là một ngày kia lang hàn có thể mạnh đến như thế đánh ra một kích có thể so sánh nguyên thế giới băng diệt sao kim tàm không thể khẳng định hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở mình mới vừa vào thất bộ khí lực còn không có đạt tới cực hạn nếu đổi thành một thất bộ uy tín lâu năm như vậy một kích này của Lăng Hàn là tuyệt không có khả năng dung chuyển thức hải của đối phương. Hưu, bóng người chấp động, Lăng Hàn đã đuổi theo, lại một quyền đánh tới. Một quyền này Lăng Hàn có chỗ bảo lưu lại, chỉ vận chuyển một viên ký hiệu cấp 6. Thằng nhãi danh, người dám xem thường bản tôn như thế. Kim Tàm phảng phất như nhận lấy nhục nhã to lớn, lập tức giống to, vận chuyển một viên ký hiệu cấp 2, nghênh đón về phía Lăng Hàn. Đồng dạng là thất bộ, Kim Tàm so với phá nhạc thật sự là kém quá xa lực lượng không bằng, mà song phương nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng kém một cấp độ. Không có cách, trước đó kim tàm một mực là lục bộ, tối đa chỉ thôi diễn ra ký hiệu cấp 2, làm sao có thể so sánh với đám người phá nhạc. Bành, lại một cái đối oanh, kim tàm y nguyên không địch lại, lần nữa bị đánh bay, chỉ là lần này lực lượng của lăng hàn nhỏ hơn rất nhiều lần, bởi vậy hắn rất nhanh liền ngưng thân hình lại. Nhưng mặt mũi của hắn y nguyên tràn đầy phẫn nộ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Lần này Lăng Hàn chỉ vận chuyển một viên ký hiệu cấp 6, nhưng vẫn như cũng nghiền ép hắn, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Trước hắn đem lời nói chết như vậy, muốn bắt lại Lăng Hàn, làm cho đối phương ăn đủ một kỷ nguyên thống khổ, nhưng còn bây giờ thì sao? chương 3367, trận áp, hắn chỉ có phần bị đánh, này cùng hiện thực tranh lệch lớn như thế, có thể nào không để hắn thất hồn lạc phách, không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn không tiếp tục thừa thắng truy kích, hắn đứng ngạo nghễ ở trên kim tàm, thản nhiên nói thất bộ, ha ha, không có quá nhiều lời nói, nhưng loại xem thường kia đã xâm nhập cốt tủy. Ra mặt của Kim Tàm run rẩy, hắn cảm giác mình bị nhục nhã to lớn, hắn hét lớn một tiếng, xong quyền bắn ra kim quang vô tận. Kim Tàm liều mạng, hắn tế ra tuyệt học mạnh nhất của mình. Không chỉ hai tay của hắn phát sáng, toàn thân của hắn cũng sáng lên hào quang, sau đó hắn liền biến thành một con côn trùng, khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật, có một loại cảm giác muốn cười to. Ngươi đây là đùa ta sao? Đây cũng không phải một côn trùng phổ thông, mà là kim tầm hoàng sắc dài trăm trượng, toàn thân quấn quanh lấy từng đạo kim quang, hỗn độn khí vô tận phun trào, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nguyên hình của kim tàm, hắn vốn là một con tầm, cử biến đã tới thất bộ, mà sau biến cuối cùng, hắn cũng trở về bản thể, đúng lúc là một tuần hoàn. Nhưng đi một vòng như thế, thực lực của hắn lại tăng vọt vô số lần. Chết, kim tàm hét lớn một tiếng, miệng hơi mở, kim quang trên thân từng vòng từng vòng phun trào đánh về phía lăng hàn ong 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 kim quang tập đến cách lăng hàn mười trượng, nhưng không có lập tức rơi xuống mà dừng lại sau đó từng vòng từng vòng tròng lên hóa thành một màn ánh sáng hoàng sắc lăng hàn lập tức phát hiện mình không động được kim quang này có hiệu quả định thân ánh mắt lăng hàn quét qua lại a à một cái thì ra là thế cái này căn bản là kim tàm đang cố lộng huyền hư bởi vì để hắn không cách nào động đầy cũng không phải kim quang trên đỉnh đầu mà là từng sợi tơ mắt thường gần như không thể bắt giữ, quá nhỏ, chỉ sợ lục bộ cũng không cách nào thấy rõ. Đây là tơ tầm sao, Lang Hàn thầm nghĩ. Sau khi Kim Tàm dạo bước tiến lên thất bộ, lần nữa trở về bản thể, tầm đương nhiên biết nhà tơ. Những tơ tầm này bám vào sáu loại lực lượng bản nguyên, cho nên cực kỳ cứng cỏi. Lúc này mới vây được hắn. Chỉ là Kim Tàm cũng quá xem trọng mình đi, thằng nhãi danh chịu chết đi. Bản thể của Kim Tàm cũng từ trên bầu trời giết xuống hắn phun ra sáu loại lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành một thanh thiên đao chém về phía lăng hàn lăng hàn lắc đầu ký hiệu cấp bảy lần nữa toàn bộ vận chuyển hai cánh tay hắn chấn động ba 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 tất cả tơ tằm trói buộc trong nháy mắt cắt ra hắn vung lên một quyền đánh về phía kim tàm biểu lộ của kim tàm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc hắn thấy đây là hắn đại phản kích lăng hàn bị trói buộc chỉ có thể chịu hắn oanh kích coi như lực lượng của hắn không bằng lăng hàn nhưng nói đến khí lực mạnh hai người hoàn toàn không ở một phương diện hắn có thể ăn một vạn một trăm triệu quyền của lăng hàn cũng điềm nhiên như không có việc gì nhưng lăng hàn chỉ cần ăn hắn một lần công kích như vậy bất tử cũng trọng thương đây chính là thất bộ yêu nghiệt hoàn toàn không nói đạo lý nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng rõ ràng hẳn là hắn phát động một kích lôi đình nhưng lăng hàn lại tùy thiện liền hóa giải đại chiêu của hắn sau đó một quyền phản kích nhìn bộ dáng này tựa như là hắn tự mình đụng lên muốn ăn nắm đấm của lăng hàn oan hay không, bành, tốc độ của thiên tôn nhanh bực nào, kim tàm nhất niệm chưa tất, hai người liền đã chính diện giao phong. Kim tàm ngưng ra thiên đao căn bản không chịu nổi một kích, bị lăng hàn một quyền liền đánh nát, mà nắm đấm của lăng hàn như cũ anh về phía trước, nặng nề đập vào trên mặt kim tàm. Lập tức, một con tàm dài đến trăm trượng bay ngược ra ngoài. Lăng hàn nhún vai, lắc đầu nói, vẫn không chịu nổi một kích, kim tàm tức giận gần chết. Mặc dù vô luận hắn ăn bao nhiêu công kích của Lăng Hàn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng bị một tên ngũ bộ dùng ngữ khí khinh thường như thế, vẫn để hắn có một loại xúc động xấu hổ giận dữ đến muốn tự sát. Nhưng hắn có thể nói cái gì đây? Thực lực xác thực không bằng, kém quá nhiều. Đánh tới người phục, lang Hàn tiếp tục xuất thủ, đánh đập Kim Tàm. Hắn vừa phát huy, Kim Tàm căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có phần bị đánh. Mặc dù đánh vào trên người hắn căn bản không đau, nhưng nội tâm cuối cùng Kim Tàm lại cực kỳ dày vò, tràn đầy phẫn uất thậm chí có một loại xúc động dù rơi xuống thất bộ, cũng muốn oanh sát lăng hàn. Thằng nhãi danh, bản tôn khí lực vô địch, bất tử bất diệt, người chỉ bất quá đấm lưng cho bản tôn mà thôi. Hắn còn muốn mặt mũi, con vịt chết mạnh miệng, lăng hàn nhoẻn miệng cười. Đây là ra ra đánh cháu trai, hiểu chưa? Cháu em gái ngươi, kim tàm muốn thổ huyết, hắn tu luyện bao nhiêu kỷ nguyên. Ra 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 của lăng hàn, làm cháu trai cháu trai cháu trai của hắn vẫn dư xài, thế mà còn muốn đảo lại làm ra ra của hắn. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn thực sự một chút lực hoàn thủ cũng không có, đây không phải ra ra đánh cháu trai, lão tử đánh con trai sao? Hắn có phải thất bộ thảm nhất trên đời này hay không? Lăng Hàn càng đánh càng hăng hái, công kích căn bản không ngừng. Hắn cũng không cho rằng mình là đang phí khí lực, đánh một tên thất bộ thực sự có cảm giác thành công như vậy. Bởi vì thất bộ ngoại trừ bất tử bất diệt ra, vẫn có thể bị chân áp. Hiện tại Lăng Hàn có dạng dã tâm này, hắn muốn chân áp một thất bộ. Không ngừng oanh kích, thân thể kim tàm nổi lên biến hóa, từ trăm trượng bắt đầu thu nhỏ, hiện tại đã biến thành dài 90 trượng, biến hóa kỳ thật đã rất rõ ràng. Đây là lực lượng nghiền ép, dù không thể gây tổn thương đến kim tàm, lại có thể để hình thể hắn biến hóa. Rất nhanh, kim tàm liền thành 80 trượng, sau đó biến thành 70 trượng, 60 trượng, càng ngày càng nhỏ, khi chỉ còn lại khoảng 3 thước, lăng hàn vẫn không dừng tay. Kim tàm cuối cùng sợ hãi, nói, thằng nhãi danh, người muốn làm gì? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhớ kỹ, về sau phải gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân, có ý tứ gì? Kim Tàm sững sờ, sau đó phản ứng lại, Lăng Hàn muốn làm chủ nhân của hắn. Ngươi điên rồi a, à, hắn là thất bộ trí tôn, thất bộ, hư, thất bộ bất tử bất diệt, ngay cả cuồng loạn cũng không cách nào giết chết, không sợ bất luận cường giả gì, ai có thể để một tên thất bộ tin phục, bái làm chủ nhân. Không có, tuyệt đối không có. Trường 3368, dọa chạy, nói chuyện viển vông, Kim Tàm lạnh lùng nói, lăng hàn chỉ cười ha ha vậy thì chờ xem hai thước một thước tám tấc một tấc ở dưới lăng hàn không ngừng oanh kích thân thể kim tàm chỉ dài khoảng một tấc cái này cùng con tầm phổ thông đã không có bao nhiêu khác biệt chỉ là toàn thân hắn hoảng sắc lộ ra cực kỳ thánh khiết lăng hàn một tay bắt lấy kim tàm lực lượng kinh khủng như tơ nhện quấn quanh ở trên thân kim tàm để hắn căn bản không có cách trở về hình thể đối với thân thể kim tàm mà nói cái này không có một chút xíu tổn thương đừng nói một tấc dù thu nhỏ hơn ước vạn lần hắn cũng sẽ không có sự tình nhưng vấn đề là đường đường thất bộ trí tôn thế mà bị người coi như sủng vật nắm ở trong tay cái này mất mặt đến cỡ nào không quản là bị ai nhìn thấy hắn cũng mất hết thể diện a à. lăng hàn bản tôn là thất bộ chủ lực đối kháng cuồng loạn người cầm tù bản tôn xứng đáng thiên hạ sao hắn kêu lên chỉ là thân hình bị thu nhỏ hắn nói ra như trẻ thơ giống như thật biến thành một đứa bé phi ta vẫn có thể xử lý người của cuồng loạn ngươi lại đối với ta như thế nào lăng hàn tự nhiên chẳng thèm mó tới ngoan ngoãn làm sủng vật của ta lúc nào chịu gọi chủ nhân ta sẽ suy nghĩ thả ngươi ra kim tàm đương nhiên càng thêm không chịu gọi lăng hàn chủ nhân hắn âm thầm thề nếu lăng hàn rơi xuống trong tay hắn hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để lăng hàn hối hận không giết kẻ này thề không làm trùng lăng hàn nhìn hắn lộ ra nụ cười chiêu tức ngươi là đang nghĩ nếu có thể thoát thân thậm chí thực lực vượt qua ta muốn làm sao đối phó ta đi không sai, Kim Tàm không hề cố kỵ, mặc dù bị áp chế, nhưng khí lực của hắn vô địch, không lo lắng thụ thương, vẫn lạc chút nào, như vậy thì sợ gì. Lăng Hàn hắc hắc hắc, lộ ra nụ cười xấu xa. Cũng không sợ ngươi, hắn lẩm bẩm nói, nơi nào có nhà xí nhỉ, trấn áp tiểu côn trùng này một vạn năm lại nói. Ta, hóa, Kim Tàm thiên tôn giống như choáng váng, cái gì, ngươi lại đặt ta ở trong hố xí một vạn năm. Cái này đương nhiên sẽ không đả thương hắn mảy may, nhưng tưởng tượng liền để hắn khắp cả người phát lạnh đừng nói thất bộ ngay cả người bình thường cũng chịu không được dạng nhục nhã này a à. ngươi dám ngươi dám ngươi dám hắn liên tục kêu lên thực sự thất thố lang hàn suy một tiếng ta có cái gì không dám chỉ là nơi này không có nhà xí coi như số người gặp may đợi trở về huyền mạc vị diện liền để ngươi hảo hảo thoải mái một chút kim tàm không ngừng chửi mắng hiện tại hắn ngoại trừ mắng ra thì không có biện pháp gì tốt nhưng thiên tôn lại có mấy cái am hiểu mắng chửi người bình thường khó chịu liền trực tiếp xuất thủ bởi vậy kim tàm lật qua lật lại chỉ có vài câu để lăng hàn nghe mà lắc đầu đây cũng quá không có lực sát thương sức tưởng tượng đi còn thất bộ ngay cả mắng chửi người cũng không biết yếu phát nổ kim tàm lập tức run rẩy không mắng nữa chỉ coi mình hoặc lăng hàn là không khí lăng hàn nắm lấy kim tàm tiếp tục tìm kiếm khoáng mạch hắn thỉnh thoảng phải ra chỉ một đạo lực lượng đi trói buộc kim tàm đây chính là một tên thất bộ, bản thân bất diệt, nhất định phải thời khắc tiến hành trấn áp, bằng không hắn tùy tiện liền có thể thoát thân, thậm chí còn có thể quay giáo một kích đối với Lăng Hàn tạo thành trọng thương. Bởi vậy, cái này tương đương với mang theo một túi thuốc nổ ở trên người, sao có thể chủ quan. Đối với Lăng Hàn mà nói, đây cũng là một lịch luyện rất tốt, để hắn thời khắc bảo trì ở trạng thái chiến đấu, tin tưởng cái này có thể cho hắn đủ áp lực, để tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh. Tim tim lăng hàn rất nhanh lại có thu hoạch đại dược trở thành rau xanh ăn tươi kim tàm tự nhiên nhìn ở trong mắt hắn không khỏi có chút giật mình bởi vì mỗi lần lăng hàn xuất thủ đều sẽ không tay không mà về dạng sát xuất tinh chuẩn này để hắn không thể tin được thiên tôn thạch ngăn cách thần thức ngay cả thất bộ cũng không cách nào xuyên thấu lăng hàn làm sao làm làm được hắn cùng lăng hàn đấu pháp một cái muốn thoát khốn một cái khác thì chấn áp đừng nhìn kim tàm bị giam nhưng trên thực tế hắn lại chiếm cứ chủ động bởi vì Lăng Hàn nhất định phải thời khắc lấy lực lượng trấn áp hắn, mà chỉ cần có một chút xíu sơ sẩy hắn liền có thể thoát khốn, đây là hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, 300 năm thời gian vội vàng mà qua. Không sai biệt lắm, Lăng Hàn dự định tiến vào vị diện kế tiếp. Hả, hắn nao nao, có một cỗ khí tức đánh tới, cực kỳ cường hãn, bá đạo. Lại là một thất bộ mới lên cấp, chỉ một chớp mắt, trước mặt Lăng Hàn liền xuất hiện một người. Vạn ảnh thiên tôn, a à gia hỏa này thế mà cũng thành thất bộ rồi. trước vạn ảnh cùng lăng hàn để ý một mảnh vỡ hạch tâm, cuối cùng lăng hàn đoạt được, vạn ảnh căn bản không dám ra tay, trực tiếp bỏ chạy. lăng hàn vốn cho rằng đối phương bỏ lỡ cơ hội này, không có khả năng lại được mảnh vỡ hạch tâm khác. không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, hắn thế mà cũng thành thất bộ. dựa vào thực lực bản thân, hay là hắn thông qua cách khác lấy được một mảnh vỡ hạch tâm? kim Tàm huynh, vạn ảnh vốn lấy tư thái bế ngế nhìn xuống lăng hàn nhưng nhìn đến trong lòng bàn tay hắn nắm một con tầm hoàng sắc, hắn lập tức cả kinh, trong mắt trừng to. Dựa vào, hắn hoa mắt sao, đường đường thất bộ trí tôn, thế mà bị người như sủng vật chộp vào trong tay. Cái này cái này cái này, ai thấy cảnh này không hoài nghi con mắt mình xảy ra vấn đề. Kim tàm thì xấu hổ giận dữ muốn chết, song song, hắn một thế anh danh A. À. Hắn vốn trông cậy vào trước khi không có gặp được ai liền thoát khốn rời đi, như vậy chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng sẽ không biết đoạn lịch sử đen tối này của hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy thành không, vạn ảnh thiên tôn hiện tại kinh hãi có thể nghĩ, thời điểm hắn mới gặp Lăng Hàn, tự nhiên là mang theo ý cao cao thải thượng nhìn xuống, thất bộ mạnh nhất, thiên hạ vô địch, hắn đương nhiên không cần để Lăng Hàn vào mắt. Nhưng mà, hiện tại hắn biết, mình sai vô cùng. Thất bộ bất diệt lại như thế nào, đồng dạng có thể bị chân áp. Ngươi tới vừa vặn, cùng lão bằng hữu của ngươi làm bạn đi. Lăng Hàn cười nói, tay phải nhô ra bắt về phía vạn ảnh thiên tôn. Giờ khắc này, vạn ảnh thiên tôn lần nữa biểu hiện ra cái gì gọi là quả quyết. chương 3369, chấn Kinh, hắn quay người, sáu loại lực lượng bản nguyên dương động, hóa thành một ngọn gió, chỉ dương lên, hưu, hắn liền chạy đến không còn hình bóng. Hư không xuyên thẳng qua, ngoại trừ cuồng loạn ai cũng kém lăng hàn, nhưng ở trong vị diện đi nhanh, vậy hắn cũng không phải đối thủ của thất bộ. Lăng hàn không có truy kích, trên thực tế hắn một bên phải trấn áp kim tàm, còn muốn đối phó vạn ảnh đây tuyệt đối là hữu tâm vô lực kết quả chỉ có thể là kim tàm thoát khốn hắn ngược lại phải chạy trôi chết vạn ảnh là bị dọa chạy không có cách trước đó hắn đối với lăng hàn tồn tại bóng ma tâm lý mãnh liệt hiện tại lại nhìn thấy kim tàm cũng bị lăng hàn bắt tự nhiên không có ý chí chiến đấu chỉ muốn trốn xa hắn cũng không muốn trở thành thất bộ thứ hai bị lăng hàn cầm tù kim tàm cũng trợn mắt hốc mồm vạn ảnh thế mà bỏ chạy ngươi thật sự là một tên thất bộ trí tôn sao nhưng hắn biết cái này vẫn là phải trách mình, ai bảo hắn bị bắt, mở khơi dòng cho thất bộ chứ. Vạn ảnh cùng hắn thực lực sàn sàn nhau, như vậy hắn bị Lăng Hàn bắt, mang ý nghĩa. Vạn ảnh cũng khẳng định không địch lại Lăng Hàn, thằng ngu này, vì sao không ngẫm lại, bọn hắn là hai người A, đều là tồn tại bất tử bất diệt, hai cái cộng lại còn không đánh lại Lăng Hàn sao. Ha ha, rất thất vọng A, Lăng Hàn cười hỏi, Kim Tàm không có trả lời, tiểu tử ngươi cứ việc đắc ý, đợi đám người sung viêm biết được chuyện này, khẳng định sẽ tìm đến Lăng Hàn. Một cái thủ hạ của cuồng loạn, thế mà nhốt một tên thất bộ, đây tuyệt đối là sự tình không thể nhịn. Rất nhanh, rất nhiều thất bộ sẽ xuất hiện tới cứu hắn. Mặc dù với hắn mà nói, cái này sẽ là sỉ nhục vĩnh viễn tẩy không đi, nhưng dù sao cũng tốt so với rơi vào tay Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn tự nhiên đoán ra ý nghĩ của Kim Tàm, nhưng cũng lời đả kích, theo thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, gia hỏa này sẽ chỉ càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn tiến vào một vị diện, nhưng là một vị diện trước đó hắn lấy không gian thông đạo đi qua. Vậy thì tiếp tục xuống, Lăng Hàn không ngừng tìm mỏ, một bên che giấu hành tung rất khá, hắn đã chân áp một tên thất bộ, hiện tại vô luận khai chiến với chiến lược thất bộ nào, hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Hơn 100 vạn năm sau, Lăng Hàn đi tới tầng thứ 33. Đây là tầng cuối cùng thiên tôn có thể đến, xuống chút nữa, hạt bản nguyên cực kỳ ngưng kết, hóa thành tường hạt, ngay cả thất bộ cũng không thể qua. Qua nhiều năm như thế, Kim Tàm một mực cùng Lăng Hàn đấu pháp, hắn đương nhiên không có khả năng khuất phục Lăng Hàn, làm tôi tớ hoặc tùy tùng cho Lăng Hàn. Đừng nói thất bộ, ngay cả thời điểm hắn là lục bộ, cũng không có khả năng làm thuộc hạ cho thất bộ, đây là tôn nghiêm của thiên tôn. Chỉ là qua nhiều năm như thế, Lăng Hàn cũng thu hoạch không ít đại dược, thực lực tiến bộ một mảng lớn, để hắn chân áp Kim Tàm cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Nguyên bản mỗi qua mấy hơi thở liền trói buộc kim tàm một lần, bây giờ lại có thể kéo dài đến một nén hương. Thời gian trôi qua càng lâu, Kim Tàm tự nhiên càng tuyệt vọng, mắt thấy thực lực của Lăng Hàn càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ hắn phải như vậy vượt qua sinh mệnh vô tận còn lại sao? Lăng Hàn trước tiên ở nơi này truyền một cái, nhưng nơi này bị đào móc sạch sẽ, nơi nào còn có khoáng mạch cho hắn thăm dò. Hắn từ bỏ suy nghĩ tiếp tục tìm kiếm, dự định đi chỗ sâu nhìn xem, hạt bản nguyên hình thành tường kia đến cùng khó vượt qua cỡ nào. Hơn nữa, hạt bản nguyên cụ hóa có thể để hắn trực tiếp câu thông, dảo bước tiến lên lục bộ, thất bộ hay không? Hưu, một thân ảnh xẹt qua, hiện ra một bộ dáng cực kỳ mỹ lệ. Lâm U Liên, Lâm Tiểu Thư, Lăng Hàn ôm quyền làm lễ, đối với người Lâm gia, hắn vẫn luôn rất cảm kích cùng tôn trọng. Mặc dù Lâm U Liên đã có được chiến lược thất bộ, lại không có kiêu căng chút nào, nàng có chút khẽ trào, hoàn lễ với Lăng Hàn. Lăng Huynh, bất quá, khi ánh mắt đảo qua trên tay Lăng Hàn, nàng vẫn không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai like, truyền ngôn là thật, Kim Tàm Thiên Tôn thực bị Lăng Huynh chân áp. Lời này Kim Tàm Thiên Tôn nghe được tinh tường, không khỏi mặt tái rồi, đây không phải ở trước mặt hòa thượng mắng đổ đầu chọc sao. Lang Hàn cười cười, dự định nuôi cái sủng vật. Đối với chuyện này, Lâm U Liên cũng chỉ có phần im lặng, dám làm ra loại chuyện động trời này, đoán chừng chỉ có Lăng Hàn. Lâm Lạc không phải là không có thực lực làm đến, nhưng thất bộ bất diệt, một ngày nào đó Kim Tàm sẽ đạt tới thất bộ đỉnh phong, sánh vai với Lâm Lạc, đến lúc đó còn chân áp thế nào. Bản thân Lâm Lạc đương nhiên không sợ, nhưng lâm ra ngoại trừ hắn, chẳng lẽ mỗi người đều là thất bộ, cũng không sợ. Lăng Hàn dám làm như thế, chỉ có thể nói, gia hỏa này thật sự là đủ điên cuồng. Nàng cũng không có thuyết phục cái gì, bởi vì đại thù đã kết, coi như hiện tại Lăng Hàn chịu thả kim tàm, kim tàm sẽ coi như sự tình gì cũng không có phát sinh sao. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ, hai người nhất thời im lặng, tìm không thấy chuyện gì đáng nói. Hưu, lại một bóng người bay xe tới, kia là Ngô Hạo Dương. Lăng Hàn nhìn đối phương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện. Ngô Hạo Dương cũng gật đầu ra hiệu, nhưng ánh mắt đảo qua Kim Tàm Thiên Tôn, hắn cũng quá sợ hãi, nhìn chằm chằm một trận. Cái này để Kim Tàm Thiên Tôn xấu hổ giận dữ, thất bộ như hắn thành vật phẩm triển lãm sao? Mỗi người tới đều muốn dùng ánh mắt khác thường liếc hắn, để hắn về sau còn mặt mũi nào gặp người. Ha ha, Lăng huynh thật đúng là mãnh nhân a. Ngô Hạo Dương lắc đầu, lộ ra cực kỳ bội phục. Bình thường mà thôi, Lăng Hàn lộ ra rất khiêm tốn để Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương oán thầm không thôi, người như vậy cũng gọi bình thường, vậy cái gì mới gọi lớn mật. Hưu, lại một bóng người bay tới, đây là tân khí hổ. Hắn nhìn Lâm U Liên cùng Ngô Hạo Dương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua lăng hàn, dừng ở trên thân Kim Tàm Thiên Tôn. Kim Tàm lại có một loại xúc động muốn chết, trong lòng nhủ người tuyệt đối không nên nói chuyện. Truyền ngôn lại là thật, nhưng sự tình lại hoàn toàn không theo ý hắn, tân khí hổ vẫn mở miệng, vung muối lên vết thương. Lại qua một hồi, phòng vô định xuất hiện, thời điểm hắn nhìn thấy Lăng Hàn, phản ứng đầu tiên chính là muốn xoay người rời đi. Trước kia Lăng Hàn đã có nói, gặp hắn một lần liền đánh hắn một lần, thực lực của hắn bây giờ lại không có đột phá, tự nhiên không hy vọng cùng Lăng Hàn phát sinh xung đột, nếu không khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trường 3370, Diệt tuyệt trợt hiện một. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua Kim Tàm, lại thốt ra. Kim Tàm thiên tôn, người quả nhiên rơi vào trên tay Lăng Hàn kim tàm phong vô định vội vàng im bặt nhìn lăng hàn quát còn không mau mau thả kim tàm thiên tôn ngươi nói buông liền buông ngươi là thứ gì lăng hàn lắc đầu xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sâu lại dám kêu gào ở trước mặt ta phong vô định dám làm như thế tự nhiên là có đạo lý chính là hiện tại lăng hàn nhất định phải phân ra lượng lớn lực lượng đi chấn áp kim tàm như vậy chỉ cần hắn điên cuồng tấn công lăng hàn sẽ không giành áp chế kim tàm đợi kim tàm thoát khốn hay thất bộ liên thủ cũng không tin đánh không lại lăng hàn nhiều lần đều là hắn ở trước mặt lăng hàn nghe hơi mà chạy lúc này cũng nên đổi một chút lăng hàn người thật quá mức phong vô định hét lớn một tiếng chủ động giết tới lăng hàn suy một tiếng đấm ra một quyền banh phong vô định vì nghĩ cách cứu viện kim tàm lựa chọn liều mạng một kích lực lượng cuồng bạo bạo cuốn hắn lập tức hóa thành hồ lô lăn đất hoàn toàn không phải đối thủ hắn liên tục thổ huyết một kích liền để hắn bị thương không nhẹ không có cách Hắn cũng không phải thất bộ, khí lực có thể đạt tới tình trạng không xấu. Lăng hàn mỉm cười, đối phó ngươi, một tay là đủ. Thiên tôn dùng một tay hoặc hai tay, kỳ thật chiến lực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng lời này của lăng hàn có ý tứ là, hắn một tay chấn áp kim tàm, còn có thể đưa ra một tay tới đối phó phong vô địch, vẫn dư xài. Đây là khinh miệt cỡ nào? Phong vô địch tức giận đến hai mắt phun lửa, lại không cách nào cãi lại. Nếu hắn là thất bộ chân chính, thực có thể cho lăng hàn đại phiền toái bởi vì thân thể không hư, có thể quấn quyết chặt lấy. Nhưng bây giờ hắn ăn một kích liền thổ huyết, này làm sao chơi? Không đợi Lăng Hàn buông lỏng áp chế với Kim Tàm Thiên Tôn, hắn liền đã bị oanh sát thành cặn bã. Làm sao bây giờ, khoác lác đã phóng ra, hắn kết thúc như thế nào? Ha ha, thật sự là to gan lớn mật, ngay cả thất bộ trí tôn cũng dám giam cầm. Trong một tiếng cười lạnh, vạn ảnh thiên tôn xuất hiện, khí tức thất bộ sôi trào. Phong vô định lập tức đại hỉ, hắn biết vạn ảnh thiên tôn nhằm vào qua lăng hàn hiện tại khẩu khí nói chuyện rõ ràng lại đứng ở mặt đối lập với lăng hàn có vạn ảnh tương trợ hắn cũng không tin còn không đối phó được lăng hàn phải biết trong tay lăng hàn còn có một thất bộ một người đối phó ba tên thất bộ đừng nói lăng hàn chỉ vừa mới bước vào thất bộ thực lực không có mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu xem như đám người lâm lạc cũng không dám vỗ ngực nói nhất định có thể vạn ảnh huynh chúng ta liên thủ bắt ác đồ này phong vô định nhìn vạn ảnh thiên tôn nói Tốt, vạn ảnh gật đầu, hai đại chiến lược thất bộ muốn liên thủ, mà tính cả kim tàm bị lăng hàn chấn áp, vậy nhưng tổng cộng là ba tên thất bộ. Càng đáng sợ chính là, ở trong đó có hai tên thất bộ chân chính bất tử bất diệt, đánh không chết, đánh không thương, chỉ có thể chấn áp, này làm sao chơi. Lăng hàn gánh như thế nào? Tân khí hổ, lâm u liên, ngô hạo dương cũng nhìn lăng hàn, muốn nhìn lăng hàn lựa chọn. Cách làm sáng suốt nhất, đương nhiên là xoay người rời đi. Chiến lực của Lăng Hàn khẳng định mạnh hơn bất kỳ ai trong ba người, nhưng khí lực là khuyết điểm, một đối ba, đánh lâu tất bại. Thật không cần thiết làm bừa như vậy a. À. Bất quá, không đợi Lăng Hàn tỏ thái độ, phong vô định, vạn ảnh xuất thủ, một đạo khí tức đáng sợ dương động, lại một tên thất bộ mạnh hơn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái chớp mắt mà thôi, liền thấy một đạo lệ ảnh màu đen xuất hiện. Lập tức, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng tụ, lộ ra vô cùng nghiêm nghị. Diệt Việt đúng là diệt tuyệt, không giống với dĩ vãng, hiện tại diệt tuyệt lãnh diễm, cao quý, hai mắt thâm thúy, lộ ra cực kỳ trí tuệ, cùng lúc trước không có ký ức, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tự xưng nữ là hoàn toàn khác biệt. Người có tên, cây có bóng, diệt tuyệt là ai? Thủ phạm để đời trước của nguyên thế giới băng diệt, dạng hung nhân này xuất hiện, ai có thể không lo sợ? Đám người không tự chủ được đứng thành một hàng, giữa bọn họ nội bộ mâu thuẫn có thể phóng tới sau này hãy nói, hiện tại nhất định phải cùng chống chọi đại địch. Lăng Hàn, còn không thả Kim Tàm Huynh. Vạn ảnh kêu lên, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Nếu giao thủ, tự nhiên sẽ thả người. Hắn cũng không phải người không biết đại cục. Nếu diệt tuyệt này đi đến đường xưa, vậy hắn nhất định phải toàn lực giết. Nhưng bây giờ diệt tuyệt này cải biến chủ ý, không có sự định thôn vệ nguyên thế giới, vậy hắn cần gì phải phí sức. Dù sao thất bộ bất tử bất diệt, coi như ở trong loạn chiến vứt ra cũng không sợ Kim Tàm bị tổn thương gì. Lăng Hàn, người không để ý đại cục, hoàn toàn chính là một tiểu nhân, Phong vô định cũng lớn tiếng kêu lên, Lăng Hàn không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm diệt tuyệt, đây mới thật sự là đối thủ. Diệt tuyệt phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm vô song, chỉ xem bộ dáng khuynh quốc khuynh thành của nàng hiện tại, ai có thể tin tưởng nàng là kẻ cầm đầu hủy diệt nguyên thế giới. Đôi mắt đẹp của nàng vút qua, chỗ ánh mắt rảo qua, mỗi người đều phát lên một loại hàn ý, da thịt như muốn vỡ ra. Giống như bọn người Lăng Hàn, tân khí hổ còn tốt, nhưng vạn ảnh lại trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn là thất bộ, khí lực hẳn là vô địch, vì sao lại có loại đau đớn như tê liệt. Đây là bởi vì diệt tuyệt quá mạnh sao, cường đại đến ngay cả khí lực của thất bộ cũng có thể dung chuyển. Không không không, đây là vì tu vi của hắn vẫn yếu một chút, không có đạt tới thất bộ đỉnh phong, khí lực tu đến hoàn mỹ, nếu không, đám người lâm là cùng cuồng loạn chiến đấu lâu như vậy, không đã phải sớm cúp. Nghĩ như vậy, trong lòng vạn ảnh mới an tâm một chút, nếu không, hiện tại hắn khẳng định đã co cẳng bỏ chạy. Lúc trước thời điểm đối mặt lăng hàn, hắn đã chạy qua một lần, lại chạy một lần lại như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Tân khí hổ hỏi, hắn rất lớn mật, ở trước mặt diệt tuyệt cũng dám mở miệng chất vấn, ngữ khí cũng chấn định, thong dong, hiển thị rõ phong thái của một vị siêu cấp thiên kiêu. Trái lại phong vô định, trong con mắt hắn lại có một tia sợ hãi khó tả. Đối với người của nguyên thế giới này mà nói, cuồng loạn là đáng sợ nhất, nhưng đối với người của nguyên thế giới đời trước mà nói, diệt tuyệt mới là đáng sợ nhất chương 3371, Diệt Việt trợt hiện hai Giống như phong vô định, chính là nghe Diệt Việt cường đại, hung tàn, đáng sợ như thế nào như thế nào trưởng thành, ấn tượng như thiên ma của đối phương đã sớm sâu tận xương tủy hiện tại tận mắt thấy, tự nhiên để hắn không tự chủ được phát lên ý sợ hãi. Đây chính là thiên tài khác biệt, không phải thiên phú cao liền nhất định ý chí như sắt. Diệt tuyệt thu hồi ánh mắt, căn bản không có để ý tới tân khí hổ, mà đối với mặt đất phun ra một trường, oanh, mặt đất lập tức sụp đổ, hiện ra một hố sâu cự đại, đen thấm phẳng phất như miệng cự thú, đang muốn thôn vệ chúng sinh. Hưu, nàng dấn thân mà vào, thân ảnh tuyệt mỹ, để cho người ta miên man bất định. Nhưng mà, người biết thân phận nàng, sợ là trong đầu suy nghĩ một chút cũng không dám a. À. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết diệt việt chơi cái gì. Thất bộ cường đại như vậy, tại sao lại muốn tới nơi này? Dưới 33 tầng, hạt bản nguyên ngưng tụ thành tường, không phải ngay cả thất bộ cũng không cách nào thông qua sao, chẳng lẽ diệt Tuyệt muốn qua? Toàn tính lại là cái gì đây? Hưu, hưu, lại hai đạo khí thức cường đại trào lên, chỉ thấy Chu Hằng và Sở Hạo cùng nhau đi tới. Diệt Việt, bọn hắn bắt giữ lấy khí thức nơi này, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn người tân khí hổ gật đầu, đừng nhìn hiện tại bọn hắn có chín chiến lực thất bộ, nhưng đều mới lên cấp, thật muốn đối phó diệt Việt, ngoại trừ thất bộ có thể bất tử, những người khác sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Mà cho dù là thất bộ, cũng phải bị chân áp, nói không chừng vĩnh viễn khó thấy mặt trời. Diệt tuyệt mạnh như vậy, bởi vậy, vừa rồi diệt tuyệt không xuất thủ, thực để cho người ta không nghĩ ra, càng có một tia nghĩ mà sợ. Kỳ quái, diệt tuyệt tới đây làm gì? Chu Hằng thì thào, chẳng lẽ nàng cải biến mục đích, không muốn thôn vệ nguyên thế giới? Sở hạo cũng nói, đám người hai mặt nhìn nhau, đều không biết diệt tuyệt làm như vậy là có ý gì. Trở về đi, phía dưới phong tỏa ngay cả thất bộ đỉnh phong cũng không cách nào xuyên qua, lưu ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Sở hạo nói, vâng, đám người tân khí hổ, lâm u liên đều rất cung kính, thứ nhất bọn hắn vẫn là lục bộ, thứ hai sở hạo cùng Chu Hằng đều là nhân vật cực kỳ cường đại, đánh nhau cùng cấp thực lực cũng không kém bọn hắn, đáng giá bọn hắn tôn kính. Bất quá phong vô định lại không ưa sở hạo cùng Chu Hằng, hắn đến từ nguyên thế giới đời trước, có một loại cảm giác yêu việt tự nhiên, cũng không biết hắn từ đâu tới lực lượng. Sở huynh, Chu huynh, Kim Tàm huynh còn ở trong tay tiểu tử kia, còn xin hai vị ra mặt, thuyết phục hắn thả người. Vạn ảnh đột nhiên mở miệng, không sai, hiện tại trước có cuồng loạn, sau có diệt tuyệt, chính là lúc cần đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể để hận thù cá nhân bao phủ con mắt. Phong vô định cũng mở miệng nói, Lăng Hàn lấy ánh mắt liếc về phía Phong vô định, trong lòng bốc lên sát ý. Phong vô định ba phen mấy bận khiêu khích hắn, kết quả đều có thể sống, cũng không phải là Lăng Hàn dễ nói chuyện, mà là bởi vì bọn người lâm lạc, Chu Hằng cho rằng tiền đồ của Phong vô định rất quang minh, là chủ lực đối kháng cuồng loạn, hy vọng hắn cùng Phong Vô Định liên thủ, có hy vọng tha thiết. Căn cứ vào tôn kính đối với đám người Chu Hằng, Lâm Lạc, Lăng Hàn mới nhiều lần hạ thủ lưu tình, nhưng nhìn đến Phong Vô Định hiện tại nhảy như thế, cuối cùng để Lăng Hàn mất đi kiên trì. Dựa vào, mặc kệ, một chữ, giết, Lăng Hàn ngón trỏ đại động, nhưng không có xuất thủ, có Chu Hằng cùng Sở Hảo ở đây, hắn là khẳng định giết không được Phong Vô Định, bất kể như thế nào, mặt mũi của hai người này hắn là nhất định phải cho vậy thì chờ về sau, dù sao còn nhiều thời gian. Chu Hằng nhìn Lăng Hàn một chút, nhếch miệng lên một nụ cười. Tạm thời không khai chiến với cuồng loạn, đùa giỡn một chút cũng không sao. Ý tứ này chính là, ân oán của Lăng Hàn cùng Kim Tàm chỉ là nói giỡn. Cho đùa, tại sao người khác phải đi nhúng tay? Phong vô định muốn phản bác, lại phát hiện tìm không thấy lý do thoái thác. Dù sao thất bộ bất tử bất diệt, chẳng lẽ còn sợ Lăng Hàn chơi hỏng Kim Tàm sao? Hắn oán hận nhìn Lăng Hàn một chút, lại quét qua Chu Hằng cùng Sở Hạo, ghi tạc ba người này ở trong lòng, đợi hắn dảo bước tiến lên thất bộ, hắn nhất định sẽ làm cho ba người này hối hận. Hắn chính là thiên mệnh tử, không tuân lệnh hắn, chính là đối địch nguyên thế giới. Chờ xem, hắn hừ một tiếng, xoay người, cấp tốc rời đi. Nơi này đã là cuối cùng hắn có thể đạt tới, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vạn ảnh cũng vội vàng rời đi, vạn nhất lăng hàn, sở hạo, chu Hằng cũng quyết định cùng hắn mở trò đùa, vậy hắn không phải thảm rồi dù sao kim tàm lại không chết được, chưa ủy khuất một chút đi, chỉ cần đám người sung viêm biết tin tức, khẳng định sẽ ra ngoài tìm lăng hàn tính sổ, không cần hắn tới làm người tiên phong. Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương cũng phân biệt rời đi, chỉ còn lại có sở hạo cùng Chu Hằng. Chúng ta thu hoạch không ít, muốn trở về bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Chu Hằng nói, sau khi kết thúc, chỉ sợ cuồng loạn cũng đã phát động công kích, lại chiến tranh lần nữa. Đi, sở hạo gật gật đầu, lăng hàn, không nên chơi quá mức. Chu Hằng nhắc nhở một câu, liền cùng sở hạo song song rời đi. Lăng Hàn nhìn kim tàm trong tay một chút, không khỏi cười cười, ra hỏa này đã giết không chết, vậy khẳng định phải chơi thật ác, không thì có ý gì. Lăng Hàn, mau thả bản tôn, kim tàm kêu lên, hắn tràn đầy tuyệt vọng, tới nhiều chiến lược thất bộ như vậy, thế mà vẫn không có thể làm cho hắn thoát khốn. Kêu là cái gì, Lăng Hàn tăng thêm một chút lực lượng, để lực lượng trói buộc kim tàm càng thêm vững chắc, ngay cả âm thanh cũng chuyển không ra, hắn nhìn hố sâu dưới chân một chút cũng không cùng xuống dưới mà đổi một chỗ chui vào hắn muốn tận mắt nhìn xem cảnh tượng hùng vĩ hạt bản nguyên hóa thành tường mà không có đi theo diệt tuyệt đạo lý kia tự nhiên không cần nói muốn chết sao lang hàn phá vỡ địa tầng không bao lâu trước mặt của hắn liền xuất hiện một bức tường rất khó hình dung đây là một cái tường gì bởi vì chợt nhìn là màu hồng lại xem xét liền biến thành màu xanh nhưng tiếp xuống lại trở thành cửu thải một mực không ngừng biến hóa không chỉ như vậy hình thái cũng thiên biến vạn hóa, hoàn toàn không có một hình nào là nhất định. chương 3372 Tường, đây chính là hạt bản nguyên hình thành bình chướng, phong tỏa thông đạo tiến về tầng vị diện phía dưới. Lăng Hàn vươn tay, chạm tới bình phong, Kim Tàm nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh, hắn đã sớm tới nơi này, hơn nữa cũng tự tay đụng vào hạt bản nguyên hình thành tường, lúc ấy, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này quá cường đại, giống như ngưng tụ tất cả lực lượng của nguyên thế giới ở nơi này, bởi vậy, cỗ lực lượng này quá cường đại, có lẽ cuồng loạn đích thân đến mới có thể đối kháng, bằng không thì thất bộ đỉnh phong cũng không có cách. Nếu không phải như thế, đám người lâm lạc há sẽ dừng bước ở nơi này. Ở thời điểm lăng hàn đụng chạm, hạt bản nguyên sẽ sinh ra tác dụng phản chấn vô cùng đáng sợ, mà khí lực của lăng hàn cũng không phải bất diệt, bởi vậy, hắn khẳng định sẽ nhận đả kích thật lớn, bị thương cũng không hiếm lạ. Mà hắn thì sao, căn bản sẽ không chịu một chút xíu ảnh hưởng, cho nên, đến lúc đó hắn chẳng những có thể thoát thân, thậm chí trái lại oanh sát lang hàn cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, nhanh chạm vào A, kim tàm thầm kêu lên, vị thất bộ trí tôn này cầu khẩn, từ xưa đến nay hẳn cũng chỉ có hắn như thế. Lang hàn vươn tay, thời điểm sắp đụng phải tường hạt, lại ngừng một lát. Hắn đang nghĩ, này có nguy hiểm hay không? Hạt bản nguyên thiêu đốt, tạo thành nghiệp hỏa vô tận, có uy năng trên lục bộ, tiếp cận thất bộ, ngay cả hắn cũng phải toàn lực chống cự mới được. Hiện tại những hạt bản nguyên này trực tiếp trồng chất thành tường có thể có được lực phá hoại càng thêm đáng sợ hay không? Như thế đụng tới một cái, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì sao? Phải biết, bên cạnh hắn còn có một thất bộ trí tôn, một khi hắn trọng thương, không có dư lực lại đi ra cố phong ấn, kim tàm thoát khốn, tình cảnh của hai người liền đảo ngược. Cái này có thể phòng không thể chống. Thả kim tàm, lang hàn lắc đầu, hắn nói thu kim tàm làm sủng vật cũng không phải trò đùa, mà coi là thật. Hắn nghĩ nghĩ, đối với kim tàm thực hiện trói buộc trùng điệp, cái này có thể có hiệu lực khoảng một canh giờ, nếu không lực lượng sẽ từ từ tiêu tán, kim tàm liền có thể thoát khốn. Sau đó, hắn tiện tay vứt kim tàm qua một bên. Hắn lần nữa đưa tay, nhấn về phía tường hạt, như vậy, trong nội tâm kim tàm có thể nói là bất ổn, một hồi thất vọng, một hồi lại chờ mong, đợi nhìn thấy tay của lăng hàn rốt cục đụng phải tường hạt, trái tim hắn cũng sắp nhảy đến cổ họng. Tiểu tử, người xong đời, hắn quả muốn hô to. Mặc dù tầng trói buộc này có thể vây khốn hắn đại khái khoảng một canh giờ, nhưng Lăng Hàn bị phản chấn trọng thương, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục, hắn có là thời gian. Hắn vô cùng kích động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sông lên đầu, dù lúc trước đột phá thất bộ, đoán chừng độ hưng phấn cũng không cao như vậy a. À. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho hắn giật mình đến đầu lưới kém chút phun ra. Hắn thấy cái gì, Lăng Hàn chẳng những không có bị tường hạt đánh bay, thậm chí bàn tay còn có thể đi vào, giống như đó không phải tường hạt kiên cố đến có thể ngăn trở thất bộ, mà là một vũng nước. Dựa vào, cái này sao có thể? Kim Tàm mở to hai mắt nhìn, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Đừng nói hắn, ngay cả Lăng Hàn cũng cực kỳ cổ quái. Hắn cũng không có dã tâm lớn, muốn xuyên qua tường hạt, bởi vì ngay cả đám người lâm lạc cũng không thể làm được, lực lượng của hắn bây giờ xa xa không kịp, tự nhiên càng không thể nào. Có lẽ, hắn dảo bước tiến lên lục bộ thậm chí thất bộ, mới có thể oanh mở tường hạt. Mục tiêu của hắn, chỉ là muốn chạm hạt bản nguyên một chút, nhìn xem có thể nắm giữ hai hạt bản nguyên còn lại hay không, vậy hắn liền có thể một hơi dảo bước tiến lên thất bộ, dù lực lượng không có tăng lên quá lớn, nhưng khí lực lại có thể đạt tới cấp độ vô địch, đền bù nhược điểm lớn nhất của hắn hiện tại. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ, hắn vừa chạm vào, tường hạt chẳng những không có lực lượng phản kích gì, ngược lại hóa thành chất lỏng mềm mại, để bàn tay của hắn có thể tùy tiện ấn vào. Đây là tiên lễ hậu binh, đợi cả người hắn tiến vào lại phát động đả kích lôi đình sao. Lăng Hàn ngược lại có chút hối hận, không có hỏi thăm chu hằng tinh tường, cái tường hạt này đến cùng là thế nào. Lá gan của Lăng Hàn luôn rất lớn, hơn nữa, lòng hiếu kỳ của hắn càng lớn hơn. Bởi vậy, khi hắn phát hiện tường hạt tạm thời không có uy hiếp gì, hắn liền thôi động cánh tay, tìm kiếm vào chỗ sâu. Hắn muốn câu thông hai loại hạt bản nguyên khác, nhưng hắn lập tức thất vọng, những hạt bản nguyên này hiện tại hóa thành năng lượng thuần túy, thật giống như lực lượng vị diện, vô cùng cường đại, nhưng không cách nào thôi diễn ra căn nguyên. Nói cách khác, muốn lấy phương thức như vậy mưu lợi dảo bước tiến lên thất bộ, ha ha, chỉ là một ý nghĩ mỹ hảo. Lăng Hàn thở dài, nhưng hắn lại dâng lên hiếu kỳ càng lớn. Hắn thực có thể xuyên thấu tường hạt này sao? Nếu quả thật xuyên qua, như vậy phía sau lại là cái gì? Vẫn là từng vị diện tổn hại sao? Mang theo hiếu kỳ, toàn bộ cánh tay của hắn đã vào trong tường hạt, sau đó, hắn có chút do dự, đi về phía trước một bước, lập tức, nửa người đi vào trong tường hạt, như nê nghiêu vào nước một nháy mắt mà thôi cả người hắn đều tiến vào tường hạt bên ngoài kim tàm thấy mà trợn mắt hốc mồm chỉ cảm thấy cả người à không cả trùng đều không xong mạnh như thất bộ lại như thế nào hắn hoàn toàn phát mộng cái này sao có thể lăng hàn tiến vào tường hạt cái này hóa thành một vũng bùn mà hắn giống như cũng đã mất đi lực lượng to lớn ở trong vũng bùn này khó khăn đi tới hắn lập tức phát hiện vị diện trong cơ thể từng cái mở ra tham lam hấp thu những hạt bản nguyên hóa thành năng lượng này cứ như vậy một nháy mắt lực lượng của hắn liền rõ ràng tăng lên cái này đây là có chuyện gì lang hàn cũng mộng đối với chúng thất bộ mà nói chính là phong tỏa với hắn mà nói lại là chất dinh dưỡng tim của hắn rất lớn lập tức liền không thèm nghĩ nữa bất kể nói thế nào đây là chuyện tốt hơn nữa là thiên đại hảo sự vì cái gì tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy không có cách số lượng vị diện trong cơ thể quá nhiều mỗi một cái đều muốn lớn mạnh đến cao cấp mà nói cần thời gian lớn lên kinh người. Nhưng ở nơi này, năng lượng vô tận cuồn cuộn, bị vị diện của hắn hấp thu, hóa thành chất sinh dưỡng cực kỳ thuần túy, tăng lên lực lượng vị diện của hắn. chương 3373, kỳ tích, Lăng Hàn quên hết tất cả, tham lam hấp thu. Chỉ ít một năm sau, hắn bỗng nhiên giật mình, còn có một cái kim tạm A. Hắn muốn dừng lại, đi ra xem một chút, nhưng lập tức lắc đầu, đi qua lâu như vậy, kim tạm khẳng định đã thoát khốn, ra ngoài nhìn lại có ý nghĩa gì. Hơn nữa, một khi dừng lại giữa chừng, ra ngoài lại đi vào, có thể để hiệu quả này biến mất hay không? Lăng Hàn cũng không dám bốc lên dạng phong hiểm này. Được rồi, chỉ cần thực lực của hắn tăng vụt, như vậy muốn một lần nữa bắt kim tàm lại có gì khó khăn? Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, rút ra năng lượng vô tận, lớn mạnh vị diện trong cơ thể. Chỉ 100 vạn năm mà thôi, liền có một vị diện đạt đến cao cấp. Đồng dạng là vị diện cao cấp, kỳ thật còn có thể lại phân chia, Tỷ như có chút vị diện cao cấp chỉ có thể dung nạp ngũ bộ, nhưng có lại có thể dung nạp lục bộ, mặc dù đều là vị diện cao cấp, nhưng vẫn có cấp độ khác nhau. Lang hàn bị giới hạn ở cảnh giới, hiện tại hắn chỉ có thể tăng vị diện lên tới cao cấp. Nhưng vị diện đạt tới ngũ bộ, cùng chiến lược ngũ bộ kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một vị diện có thể dung nạp bao nhiêu thiên tôn, vị diện cấp thấp tỉ như tiên vực, ở thời kỳ cường thịnh, chỉ ít cũng có bốn tên thiên tôn đồng thời tồn tại. Nói cách khác một tiên vực chỉ ít có thể địch nổi bốn tên nhất bộ, mà dị vực, số lượng nhất bộ thiên tôn càng nhiều, chỉ ít 10 cái. Bởi vậy, bản thân vị diện là xa xa mạnh hơn thiên tôn cùng dai. Lăng Hàn mỗi diễn hóa ra một vị diện cao cấp, chỉ ít liền tăng lên 10 tên chiến lược ngũ bộ. Chỉ một cái đương nhiên không có gì, nhưng vấn đề là, trong cơ thể của hắn có bao nhiêu vị diện như vậy? Hiện tại là một vạn cái, nhưng còn có càng nhiều chỉ là hình thức ban đầu, không có bắt đầu diễn hóa. Lại một trăm vạn năm, Lăng Hàn tu vị diện thứ hai đến cực hạn. Thời gian thấm thoát, khi 100 ước năm qua đi, tất cả vị diện trong cơ thể Lăng Hàn đều đạt đến cao cấp. Lăng Hàn cũng không dừng lại, mà tiếp tục diễn hóa những lực lượng vị diện khác, này có khả năng là cơ hội tuyệt vô cận hiếu bỏ lỡ lần này, hắn còn muốn diễn hóa những lực lượng vị diện trong cơ thể, thúc đẩy đến cao cấp, vậy cần thời gian tuyệt đối là lấy kỷ nguyên tính, hơn nữa vẫn là mấy trăm mấy ngàn kỷ nguyên. Một vị diện mới lặng yên mà sinh, thai nghén ở trong một tế bào của Lăng Hàn, mà năng lượng vô tận quán trú, vị diện này không ngừng mở rộng, hơn 100 vạn năm đạt đến cao cấp. Tốc độ tiến hóa như vậy, có thể xưng kỳ tích. Đạt ở nguyên thế giới, cho dù bằng tốc độ thôn vệ nhanh nhất tiến hành, 100 vạn năm cũng không có khả năng để một vị diện cấp thấp tiến hóa đến cao cấp. Lăng Hàn sáng tạo ra một kỳ tích, mặc dù hắn cũng không biết cái kỳ tích này là tạo thành thế nào. Bởi vì cuồng loạn, Lăng Hàn không biết, hắn bởi vì cuồng loạn mà có được năng lực thôn vệ, ở chỗ này phát sinh tác dụng như vậy diệt tuyệt tới, cũng là bởi vì cái này sao? Nếu như vậy, vì cái gì cuồng loạn không phái người đến, không phải có thể tùy tiện bồi dưỡng được lượng lớn cao thủ sao? a à, không đúng, cuồng loạn tạo vật chỉ có thể đạt tới lục bộ, mà lục bộ lại không thể đạt tới tầng 33, coi như có thể hấp thu những năng lượng này thì có ích lợi gì? Được rồi, không đi nghĩ nữa, thực lực tăng lên mới là sự thật. Vô số vị diện ở trong cơ thể lăng hàn nở rộ, thành hình, cảnh giới của hắn cơ hồ không có một chút xíu biến hóa, nhưng thực lực lại đang tăng nhanh như gió. Hơn 5.100 ức năm qua đi, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Mấy chục vạn lực lượng vị diện trong cơ thể hắn toàn bộ biến thành vị diện cao cấp, nếu là toàn lực phát huy, tương đương với mấy trăm vạn ngũ bộ đồng thời chuyển vận chiến lực, cái này mạnh đến mức nào. Hiện tại ta tái chiến kim tàm, một chiêu liền có thể chấn áp hắn, mà chỉ cần phong ấn một đạo lực lượng, bảo đảm hắn một tháng cũng mơ tưởng tránh thoát. Lăng Hàn ngạo nghễ nói, hiện tại chiến lực của hắn cũng không thua thất bộ đỉnh phong. Đáng tiếc là nguyên thế giới cũng chỉ có bấy nhiêu vị diện như vậy, bây giờ ở số lượng ta đã đạt đến cực hạn, tiếp xuống chính là thúc đẩy những vị diện này đến cấp bậc cao hơn. Lang Hàn nghĩ đến vấn đề trước đó hỏi qua Chu Hằng, giống như bọn hắn ở trong cơ thể ẩn dục vị diện đột phá thiên tôn, ở thời điểm lục bộ là cùng dai mạnh nhất, bởi vì vị diện trong cơ thể cũng có thể đạt tới các loại cấp độ cao hơn, tương đương với 10 lục bộ đang giúp đỡ xuất thủ, như vậy quét ngang lục bộ khác tự nhiên không đáng kể. Giống như Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm U Liên đều là loại tồn tại này hơn nữa bởi vì trên bọn hắn còn có một vị thất bộ trong cơ thể thậm chí có hai vị diện đều có thể thúc đẩy đến các loại cấp độ cao hơn như vậy lại nhiều người lục bộ đang giúp đỡ tự nhiên càng mạnh nhưng mà vị diện cao cấp chính là cực hạn không cách nào đạt tới vị diện siêu cấp cho nên rảo bước tiến lên thất bộ mặc dù giữa các thất bộ vẫn có lực lượng tranh lệch nhưng sẽ không quá lớn hơn nữa thất bộ khí lực bất diệt cho dù có chút lực lượng tranh lệch cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng bao lớn trong cơ thể lăng hàn có vài chục vạn vị diện đều có thể đạt tới cao hơn đến lúc đó hắn toàn lực xuất thủ tương đương với mấy chục vạn lục bộ hỗ trợ hắn cái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi nhìn tất cả thất bộ ai có thể về mặt lực lượng sánh vai cùng hắn thậm chí tất cả cộng lại cũng theo không kịp nhưng cứ như vậy thời điểm hắn ở lục bộ liền dùng hết tiềm lực dảo bước tiến lên thất bộ lực lượng sẽ chỉ bởi vì trưởng khống nhiều hơn một loại hạt bản nguyên mà tăng lên mặt khác thì khí lực vô địch sẽ không giống như bây giờ mỗi tiến một bước lực lượng tăng lên đều kinh thiên động địa trừ khi hắn có thể để chất lượng vị diện trong cơ thể lại tăng một bước vị diện siêu cấp không cần từng cái đều thành vị diện siêu cấp chỉ cần giống như nguyên thế giới có một hai cái là được như thế một mình hắn liền có thể vận chuyển ra lực lượng của mười mấy cái thậm chí trên trăm thất bộ đánh ai cũng giống như đánh con trai từ cổ trí kim lịch sử nói cho lăng hàn biết muốn ở trong cơ thể tu ra vị diện siêu cấp là chuyện không thể nào nhưng Lăng Hàn đã sáng tạo ra kỳ tích, trong cơ thể có được mấy chục vạn vị diện, chẳng lẽ hắn không thể lại sáng tạo một lịch sử sao? chương 3374, Thanh âm thần bí Đáng tiếc, số lượng vị diện của ta đã đạt đến cực hạn, hơn nữa giới hạn trong cảnh giới, chất lượng vị diện cũng không cách nào lại đẩy về phía trước một bước, chỉ có thể như vậy. Hy vọng chờ ta dảo bước tiến lên lục bộ, năng lượng nơi này còn có thể giúp ta. Lăng Hàn thở dài, lộ ra cực kỳ đáng tiếc, hắn kết thúc tu luyện, tiếp tục đi về phía trước. Nếu như đã đến nơi này, hắn tự nhiên phải nhìn một chút, sau tầng thứ 33, đến cùng ẩn giấu thứ gì. Vừa đi, hắn một bên tiến hành thôi diễn. Trước đó, hắn liền có quả ý nghĩ tăng cường phòng ngự, cách thứ nhất đơn giản nhất, chính là tăng cảnh giới lên, nhiều một loại hạt bản nguyên rèn luyện, khí lực sẽ có chất tăng lên. Thứ hai, chính là dùng lực lượng vị diện hình thành thuẫn phòng ngự. Đương nhiên, khẳng định là loại biện pháp thứ nhất càng tốt hơn, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, không cần hành động, phòng ngự vĩnh trú. Nhưng vấn đề là, hiện tại Lăng Hàn chỉ có ngũ bộ, mà hắn đạt tới thất bộ cũng cực kỳ xa xôi, này bằng với nghĩ vô ích. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp thứ hai. Trước kia không được, lực lượng vị diện quá yếu, căn bản không có khả năng địch nổi thất bộ, hiện tại nha, có thể. Mấy chục vạn ngũ bộ liên thủ, như thế nào cũng có thể địch nổi một tên thất bộ đỉnh phong đi. Hắn vừa đi, vừa nghĩ làm như thế nào lợi dụng những lực lượng vị diện này, hóa thành phòng ngự cực hạn của hắn sau mười mấy ngày hắn đi ra tường hạt mà trong đầu cũng bỗng nhiên nghĩ thông ông xung quanh người hắn kết xuất bốn quang cầu thổ hoàng sắc ở giữa mỗi quang cầu đều có tia sáng hoàng sắc liên lạc hóa thành một mũi khoan hình tam giác bảo hộ lang hàn ở trong đó dạng phòng ngự này tin tưởng thất bộ cũng cần oanh hơn mấy trăm lần mới có thể đánh vỡ lang hàn lộ ra nụ cười tự tin bị công mấy trăm lần chẳng lẽ hắn còn không có chút phản ứng sao chỉ cần lần nữa rót vào lực lượng phòng ngự lại có thể đạt tới cực hạn. Cái này có thể tính là bất tử chi thân khác loại. Lăng Hàn đưa mắt quét qua, ân, đây là địa phương nào? Không giống như vị diện rách nát, mà giống như vũ trụ thâm sử, đen kịt một màu, băng lãnh, trống trải, mà ở nơi xa xôi vô tận, thì có một điểm sáng, tản ra khí tức nhu hòa nhưng lại trí cao vô thượng, dù cách vô cùng xa, nhưng Lăng Hàn vẫn có thể dễ dàng cảm ứng được. Cái ánh sáng nhu hòa này, để hắn cảm thấy thân thiết. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, vì cái gì ánh sáng này sẽ cho hắn cảm giác thân thiết. Phải biết hắn là chiến lược thất bộ, trên đời này không có đồ vật gì có thể dao động tình cảm của hắn. Ngươi, tới, một tiếng nói già nua vang lên ở trong thức hải của Lăng Hàn, hùng vĩ, bàng bạc, nhưng lại không hề có tình cảm sinh mệnh. Cái này là tình huống như thế nào? Ai nói chuyện với hắn? Giữ vững lâu như vậy, rốt cuộc chờ được ngươi. Thanh âm này vang lên lần nữa. Ngươi là ai? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Ta là hạt giống sinh mệnh lạc ấn trôn ở trong ngươi, chỉ có về tới đây mới có thể bị kích hoạt. Thanh âm này nói, ở trong thân thể của mình, Lang Hàn có chút run rẩy, dựa vào, coi hắn là cái gì? Sao cái gì cũng nhét vào trong thân thể của hắn? Đầu tiên là cuồng loạn, một lạc ấn đánh vào trên thân kiếp trước, cùng với hắn chung một chỗ trùng sinh, mà lần này lại là cái quỷ gì? Thân thể của ta, ý thức, sinh mệnh lạc ấn cũng không phải khách sạn, các người ai muốn vào liền vào a ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lăng Hàn nói, ngươi đến cùng là ai, thân phận, lai lịch, thanh âm già nua nhẹ nhàng thở dài. Ta không phải ai, chỉ là ý chí của một thế giới không tiêu tan. Dựa vào, nói thần thần bí bí như thế, Lăng Hàn đang muốn nói chuyện, ông, trong thức hải của hắn lại dâng lên vô số hình ảnh. Hắn thấy được đại chiến kịch liệt, thấy được máu chảy thành sông, thấy được. Đám người sung viêm, phá nhạc, còn có hoàng sa đã sớm chết đi, đang cùng một nữ tử áo đen kịch chiến. Tuyệt hỏa cũng chính là diệt tuyệt, diệt tuyệt này y nguyên đẹp đến mức không cách nào hình dung, lại cực kỳ lãnh khốc, lấy một địch sáu vẫn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà ở một bên khác đang có hai chi đại quân kịch chiến, đều là thiên tôn, tử thương vô số. Đây là vị diện chiến tranh, cùng tình cảnh hiện tại đối kháng cuồng loạn là giống nhau như đúc. Chỉ là hiện tại cuồng loạn khó coi hơn nhiều, mà đối thủ cũng đổi thành đám người lâm lạc, tân phó. Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc, đây là cái quỷ gì, hắn thế mà thấy được vị diện chiến tranh của nguyên thế giới đời trước cái này cùng hắn có quan hệ cõng lông sau đó hắn thấy được một màn đã biết hoàng sa hy sinh mình gắt gao dây dưa diệt việt mà bọn người sung viêm thì dẫn nổ nguyên thế giới phát ra một kích siêu việt thất bộ kết quả diệt tuyệt bị chấn đến chia năm xẻ bảy hoàng sa thiên tôn bởi vì không ở trung tâm oanh kích nhục thân bất diệt nhưng thần hồn bị chôn vùi mà nguyên thế giới băng diệt tất cả vị diện trong cùng một lúc vỡ vụn sinh mệnh vô cùng vô tận trong nháy mắt tử vong, cái này tạo thành một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, phá vỡ bình chướng vị diện, đẩy tất cả khối vụn vị diện vào hư không, tầng tầng chồng lên, đây là lực lượng to lớn mà thất bộ trí tôn cũng xa xa không kịp. Sinh mệnh lực cũng bị mai táng, bởi vì áp xúc đến cực hạn, ở dưới thời gian tích lũy lại hóa thành đại dược đối với thiên tôn cũng có chỗ tốt, một chút mảnh vỡ hạch tâm vị diện còn lại, hóa thành thiên tôn ký hiệu. Nguyên lai, like, đại dược, thiên tôn ký hiệu nơi này là tới như thế. Lăng Hàn còn chứng kiến, đám người sung viêm cũng bị đại phá hư, đại băng diệt tác động đến, thần hồn trọng thương, bị đánh tiến vào trạng thái ngủ say, thông qua thời gian dài khôi phục. Khi bọn hắn bị mai táng tiến vào chỗ sâu trong vị diện, có mấy vạn điểm sáng hình thành, chui vào trong thân thể của bọn hắn. Đây là sinh mệnh lạc ấn của những thiên kiêu ở nguyên thế giới đời trước, chính bởi vì sinh mệnh lạc ấn tồn tại, mới có thể hấp thu năng lượng hóa thành nhân hình. Chờ chút, Lăng Hàn sững sờ, đám người xung viêm không phải nói, là bọn hắn bảo tồn những sinh mạng lạc ấn này, vì tương lai thắng được một tia hy vọng, nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại, năm người bọn hắn đã tiến vào trạng thái ngủ say, làm sao có khả năng làm được. Chương 3375, nguyên lai, cái này rõ ràng chính là có một lực lượng khác vận chuyển, cưỡng ép nhất những sinh mệnh lạc ấn kia vào trong thân thể đám người xung viêm, phá nhạc. Vì cái gì đám người xung viêm, phá nhạc nói dối. Cái này có âm mưu gì? Chờ chút lực lượng gì có thể ở thời điểm nguyên thế giới hủy diệt cũng phát sinh tác dụng. Thất bộ, thất bộ cũng đã bị ép vào trạng thái ngủ say, còn làm sao vận chuyển lực lượng. Chẳng lẽ nói, đây là lực lượng siêu việt thất bộ. lang Hàn lắc đầu, coi như cuồng loạn mạnh mẽ như vậy, vẫn như cũng là thất bộ, cũng không có bước vào cái gọi là bát bộ đi, bởi vì trên đời chỉ có 6 loại lực lượng bản nguyên, thất bộ chính là cực hạn. Hơn nữa, ngay cả nguyên thế giới cũng hủy diệt, lực lượng như vậy thậm chí có thể giết chết thất bộ, lại có tồn tại gì có thể áp đảo trên đó. Hình ảnh im bặt mà dừng, để Lăng Hàn vò đầu bứt tai, lực lượng kia đến tột cùng suốt từ tay người nào. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy hình tượng thật ra là bị xuyên tạc, không phải là chân tướng lịch sử. Có khả năng sao, Lăng Hàn lắc đầu, hắn một mực lấy lực lượng vị diện thủ hộ bản thân, ngay cả thất bộ cũng không thể gây tổn thương hắn, huống chi dưới tình huống bất chi bất giác đưa những hình ảnh này vào trong thức hải của hắn. Nói cách khác, chính như thanh âm thần bí kia nói, cái này kỳ thật một mực lạc ấn ở trong linh hồn của hắn chỉ là đến đây mới bị phát động ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì lang hàn hỏi thanh âm già nua vang lên nhưng đứt quãng phía trước quang cầu hết thảy lang hàn nhìn về phía điểm sáng xa xôi kia đây chính là địa phương thanh âm trong đầu muốn hắn đi sao nơi đó có hết thảy đáp án sao lang hàn nhanh chân mà đi hối hả tiến đến quang cầu hắn khai phát lấy càng nhiều công dụng của lực lượng vị diện ông một đôi quang dược từ sau lưng của hắn mọc ra, đây là do mấy chục vạn lực lượng vị diện ngưng tụ thành, chấn động một cái, oanh, tốc độ của hắn bão tố, hoàn toàn có thể so sánh thất bộ trí tôn. Nhưng mà, quang cầu phía trước kia nhìn như ở trước mặt, lại cách xa vô cùng vô tận, lang hàn bay bảy ngày bảy đêm, nhưng y nguyên chỉ là một điểm sáng nhỏ, không có chút dấu hiệu phóng đại nào. Cái này cách bao nhiêu xa, lang hàn tiếp tục bay, lại 10 ngày đi qua, điểm sáng nhỏ kia cuối cùng bắt đầu phóng đại. Tới gần, dù như thế, lại qua ba ngày, Lăng Hàn mới rốt cục chân chính tới gần quang cầu. Đường kính bất quá chừng 10 trượng, đặt ở trong không gian vô tận như thế này, kỳ thật nhỏ bé như hạt bụi. Theo lý mà nói, đồ vật nhỏ như vậy, dù lấy thị lực của Lăng Hàn, cách xa nhau vài ức dặm, hắn hẳn là không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ khoảng cách này làm sao dừng ở vài ức dặm, lại bắt mắt như vậy. Lăng Hàn rất giật mình, quang cầu này đến cùng là cái quỷ gì? Nguyên thế giới tan vỡ, tất cả vị diện sụp đổ, tạo thành một quần thể vị diện trùng điệp, theo lý mà nói, nơi này hẳn là từng tầng từng tầng vị diện. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này một mảnh ngư vô, chỉ có một quang cầu nho nhỏ. Trong lòng Lăng Hàn sinh ra hoài nghi, vô luận là hoàn cảnh nơi này hay thanh âm trong đầu đột nhiên xuất hiện, giống như muốn để lộ một bí mật khó lường. Hắn nhìn quang cầu trước mặt, thỉnh thoảng liền chớp lên một cái, có một loại vận luật khó mà nói hết. Đây là thứ đồ gì? Một nguyên thế giới băng diệt, trên lý luận ngoại trừ thất bộ ra là không thể có vật gì khác tồn tại, nhưng bây giờ lại xuất hiện một quang cầu quỷ dị, cái này muốn huyên náo loại nào. Theo ý tứ của thanh âm trong thức hải là muốn hắn tiếp xúc quang cầu trước mặt. Lăng Hàn do dự, đây rốt cuộc có vấn đề hay không? Phải biết, hắn cũng không phải thất bộ chân chính, không có khí lực bất diệt, nếu quang cầu này đột nhiên bộc phát ra công kích lực lượng thất bộ, thậm chí càng đáng sợ, vậy hắn vô cùng có khả năng bị trọng thương, thậm chí chết. Đến cùng có nên đi đụng vào hay không? Nghĩ một lát, Lăng Hàn vẫn quyết định vươn tay ra. Hắn quá hiếu kỳ, muốn biết lạc ấn trong cơ thể mình đến cùng là thứ đồ gì, thời điểm nguyên thế giới đời trước hủy diệt, lực lượng can thiệp kia lại là cái quỷ gì. Hắn đưa tay, chạm lên, ông, trên quang cầu hiện lên tầng tầng gợn sóng như sóng nước. Lăng Hàn không dám có bất kỳ chủ quan, lực lượng vị diện trong cơ thể toàn bộ vận chuyển, ở xung quanh người hóa thành một phòng ngự không kiên cố nhưng khó phá vỡ. Đột nhiên, một tin tức vọt vào thức hải của hắn không có dấu hiệu nào, không hề phòng bị. Oanh, đạo ký ức này hóa thành vô số hình ảnh. Hắn nhìn thấy, đời trước của nguyên thế giới băng diệt, về sau năm tên thất bộ trí tôn lâm vào ngủ say, một cỗ lực lượng thần bí rút ra hơn vạn sinh mệnh lạc ấn, phong ấn vào trong thân thể năm người này, sau đó các vị diện bắt đầu diễn hóa, biến thành bộ dáng hiện tại hắn nhìn thấy. Lại tiếp sau, quang cầu thần bí này dương động, đánh ra một vệt ánh sáng, tiến vào trong cơ thể sung viêm, thậm chí thị giác của lăng hàn còn đi theo tia sáng kia, đi tới trong thức hải của sung viêm, cùng một sinh mệnh lạc ấn trong đó dung hợp. Trong nháy mắt này, Lăng Hàn hiểu rõ, cái sinh mệnh lạc ấn này chính là phong vô định sau này, cái gọi là thiên mệnh tử chính là như thế tới. Thị giác của hắn thối lui ra khỏi thức hải của sung viêm, chỉ thấy thế giới này tiến vào trạng thái tĩnh mịch vô hạn, cũng không biết qua bao nhiêu năm, chỉ thấy quang cầu này phun trào lần nữa, đánh ra tia sáng thứ hai, xuyên phá hư không, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Đây là, tiên vực, lang hàn ngạc nhiên, nguyên thế giới đời trước thế mà cùng nguyên thế giới hiện tại sớm có liên hệ t vì cái gì lại là tiên vực thị giác của hắn đi theo ánh sáng này xuyên qua cổ giới tiến vào một phương tiểu thế giới cái này lại để lăng hàn hiện lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt hằng thiên đại lục trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy dựng sự tình tuyệt không có khả năng trùng hợp như vậy hắn bị chỉ dẫn đến nơi đây nhìn thấy hằng thiên đại lục nguyên nhân chỉ có thể là một cái kia chính là cùng hắn có quan hệ quả nhiên tia sáng này rơi vào trong cơ thể một phụ nhân sắp chuyển dạ, mà sau khi tia sáng này giáng lâm không lâu, lại một điểm sáng nhảy vào. Cuồng loạn lạc ấn, hình tượng đến nơi đây liền im bặt mà dừng, mà trong lòng lăng hàn thì lật lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, hắn không chỉ bị cuồng loạn chọn chúng, còn có nguyên thế giới đời trước. chương 3376 Thế giới ý chí Hoặc nói, là đời trước của nguyên thế giới cảm ứng được hắn có thể bị cuồng loạn chọn chúng, mới vượt lên trước một bước, đưa vào trong cơ thể hắn thứ gì không biết. Đây mới là nguyên nhân để hắn có thể ở tình huống cấp thiết khống chế cuồng loạn, nếu không, đợi hắn giảo bước tiến lên thiên tôn, không quản trước kia hắn là người như thế nào, cũng sẽ tính tình đại biến, tự cho mình là cuồng loạn phân thân, trung tâm không đổi, xem tử vong là trở về bản thể. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là như vậy, bởi vì sớm ở thời điểm ý chí của cuồng loạn thức tỉnh, nó đã chết rồi. Thiên mệnh tử, ngươi, kế thừa, cần Tiêu diệt, thanh âm nứt quãng vang lên ở trong thức hải của Lăng Hàn, nhưng thiếu mất bộ phận quá nhiều, rất khó lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lăng Hàn hỏi, Oanh không có lời nói đáp lại hắn, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể, tiến hành cải tạo nói không rõ, cực kỳ huyền bí. Cỗ lực lượng này không phải rất mạnh, nhưng ở phương diện bản chất lại siêu việt phòng ngự của Lăng Hàn, tùy tiện tràn vào trong cơ thể của hắn. Làm sao có thể Mặc dù Lăng Hàn còn không có được 6 loại lực lượng bản nguyên, không có tu ra khí lực vô địch, nhưng hơn 10 vạn lực lượng vị diện ngưng tụ, tuyệt đối có thể chống cự thất bộ, vì cái gì bây giờ lại không chịu nổi một kích như thế. Không không không, cái này không gọi không chịu nổi một kích, mà là căn bản không có biện pháp chống cự. Thật giống như lực lượng ngươi lại lớn, làm sao chống cự tinh thần sung kích. Cái này có chút cùng loại, dù sao Lăng Hàn là hoàn toàn ngăn không được. Dựa vào, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? lúc này lăng hàn muốn từ trong quang cầu rút ra lại phát hiện khối cầu này sinh ra tính dính vững vàng kéo hắn lại lực lượng bản nguyên vô tận đang cuộn trào đè ép để hắn không thể động đậy phải biết tầng tường hạt bên ngoài kia ngay cả thất bộ cũng không thể làm gì hiện tại lăng hàn có được lực lượng thất bộ đỉnh phong nhưng hạt bản nguyên trong quang cầu càng thêm dày đặc để hắn càng thêm khó nhúc nhích hắn muốn bị vây ở chỗ này sao nếu chỉ vây khốn kia vẫn là việc nhỏ mấu chốt là Trước đó quang cầu phát ra một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể hắn, cái này tràn đầy thừa số bất ngờ. Bởi vì cuồng loạn cũng phát ra một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể hắn, y muốn biến hắn thành phân thân, hiện tại quang cầu này cũng bay ra một vệt ánh sáng, khả năng cũng có dụng ý như vậy hay không? Hắn cũng không muốn trở thành phân thân của bất luận người nào, hắn chính là hắn, cá thể độc lập. Lang Hàn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân sôi trào, ký hiệu cấp 7 vận chuyển, mấy chục vạn lực lượng vị diện cũng cùng nhau vận chuyển để hắn bộc phát ra lực lượng thất bộ đỉnh phong. Nhưng mà, hạt bản nguyên ngưng kết, vững vàng trói buộc hắn, làm sao cũng không tránh thoát. Oanh, một thanh âm vang lên ở trong thức hải của hắn, cuồn cuộn không hiểu. Ta là ý chí của thế giới này, thanh âm này nói, ta biết, người đã nói, lăng hàn đình chỉ dễ dụa, dạng giam cầm này chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn là không thể thoát khỏi. Không cần sợ hãi, ta không muốn tổn thương ngươi, cũng không cách nào tổn thương ngươi. Thanh âm này tiếp tục nói, lăng hàn liền ha ha hắn mới không tin đâu có thể trói buộc hắn đây là lực lượng to lớn cỡ nào mà khí lực của hắn cũng không có đạt tới tình trạng bất diệt làm sao có thể buông lỏng chủ quan ngươi rốt cuộc là vật gì cái thanh âm kia dừng một chút nói ta không phải bất luận tồn tại cụ thể gì mà là nguyên thế giới đời trước như ngươi nói vô số sinh mệnh bị phá diệt linh hồn sen lẫn hóa thành một loại ý chí siêu việt hết thảy lăng hàn kinh ngạc ý của ngươi là ngươi có thể đại biểu nguyên thế giới đời trước từ một ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực như thế. Thanh âm này nói, nhưng mà, nguyên thế giới đời trước đã băng diệt, xoắn diệt hết thảy sinh cơ, mà lực lượng của ta. Gần như không, vậy vì cái gì quang cầu này còn có thể trói buộc ta? Lăng Hàn hỏi, có thể vây khốn hắn, đây cũng không phải lực lượng phổ thông, mà là thất bộ đỉnh phong, mạnh nhất thế gian. Không, đây không phải ý chí của ta quyết định, mà là sau khi nguyên thế giới băng diệt, lực lượng bản thân sụp đổ tạo thành. Thanh âm này nói, Lăng Hàn nhún vai, vậy ta làm sao mới có thể thoát khốn? Không cần khẩn trương, nơi này có thể tồn tại, là bởi vì ta còn có một sợi ý chí không tiêu tán, nhưng đã gặp được ngươi, ta liền không còn tất yếu tồn tại. Thanh âm này nói, Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì? Vừa rồi lực lượng tràn vào trong cơ thể ngươi kia, đối với ngươi tiến hành cải tạo một chút, để ngươi chân chính có năng lực thân hóa nguyên thế giới. Thanh âm này nói, Lăng Hàn sững sờ, Mặc dù trong cơ thể hắn vị diện vô số, nhưng so sánh nguyên thế giới hiện tại, thậm chí số lượng có khả năng còn nhiều hơn, bởi vì có 10 vị diện cao cấp bị thôn phệ, lại không có vị diện mới sinh ra, tự nhiên là số lượng vị diện trong cơ thể hắn càng nhiều. Nhưng mà, so với nguyên thế giới, hắn còn có chút khiếm khuyết. Một, vị diện của hắn không có khả năng đạt tới vị diện siêu cấp. Hai, tổng số vị diện của hắn không có khả năng gia tăng, ngược lại, nếu vị diện nào bị đánh nổ, không để lại một tia lạc ấn, như vậy, Hắn cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vị diện này, không thể tái tạo. Nhưng nguyên thế giới chân chính dĩ nhiên không phải như thế, mà sinh sôi không ngừng, còn có thể dựng dục ra vị diện siêu cấp. Nhưng theo như thanh âm kia, ý chí của nguyên thế giới đời trước, hắn có thể đền bù hai khuyết điểm này. Không sai, mặc dù thực lực ngươi bây giờ không có một tia tăng lên, lại giao phó cho ngươi khả năng vô tận. Thanh âm này nói, nhưng mà, ta chỉ còn lại có một sợi ý chí, có thể cho ngươi, cũng chỉ là để ngươi có được một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Có một khả năng nhỏ nhoi là đủ rồi, còn lại, Lăng Hàn tin tưởng mình có thể giải quyết. Lăng Hàn cũng không có quá mức kinh hỉ, mà trầm giọng nói: "Tại sao là ta, tại sao phải tuyển ta? Ở kiếp trước, hắn hẳn là không có địa phương lạ thường gì, vì cái gì hai siêu cấp đại nhân vật đều chọn mình? Không có nhiều vì cái gì như vậy, nếu như ta lựa chọn một người khác, người kia cũng sẽ hỏi tại sao là hắn." Thanh âm này nói, chương 3377, loại lực lượng thứ 8 nếu thật sự muốn nói nguyên nhân kia chính là ta thông qua thời gian trường hà thấy được một góc tương lai mà ngươi chính là người có khả năng cải biến lịch sử kia chỉ là có khả năng sao lang hàn hỏi tương lai cũng không xác định mà dính đến tồn tại cường đại như cuồng loạn vậy dĩ nhiên càng thêm nhìn không rõ ràng thanh âm này nói ngươi không cần tự coi nhẹ mình ta đưa cho ngươi trợ giúp chỉ là để ngươi có được khả năng đạt tới cường đại vô hạn cái khác hết thảy vẫn là ngươi tự mình cố gắng lang hàn im lặng Kỳ thật loại khả năng này chính là gian lận lớn nhất, hắn tin tưởng, phần cơ duyên này đưa cho bọn người Tân Khí Hổ, Lâm U Liên, thành tựu của bọn hắn hẳn sẽ không yếu hơn mình. Như vậy phong vô định thì sao, hắn hẳn là thiên mệnh tử ngươi tuyển định a. Thanh âm kia nói, khi đó thế giới băng diệt, ta mới vừa vận hình thành, miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng, đưa hạt giống thế giới vào trong thân thể năm tên thất bộ bảo tồn, cũng không có cách nào hoàn mỹ khống chế, cho nên, có một tia lạc ấn của ý chí thế giới rơi vào trên thân một viên hạt giống. A à, kỳ thật phong vô định cũng không phải thiên mệnh tử mà chỉ là sai lầm tạo thành sắc mặt lăng hàn cổ quái dựa vào thua thiệt lâm lạc chu hằng còn tràn đầy chờ mong với gia hỏa này làm hại hắn nhiều lần hạ thủ lưu tình để tên kia nhảy nhót cho tới bây giờ nguyên lai đã sớm có thể một bàn tay chụp chết cái gì thiên mệnh tử ta phi thật muốn nói thiên mệnh tử đó cũng là hắn mặc dù lăng hàn đối với cái này cũng không ưa bất quá phong vô định xác thực bởi vậy đạt được rất nhiều chỗ tốt như hắn có được 100 vị diện, cái này vượt xa đám người tân khí hổ, lâm u liên. Đối với phong vô định có được 100 vị diện, lăng hàn cũng không ghen ghét, bởi vì hắn là có được mấy chục vạn, so sánh với nhau, đây chẳng qua là chút lòng thành, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Để hắn khó chịu là, phong vô định trời sinh liền nắm giữ 10 ký hiệu cấp 1. Theo lý mà nói, đây là của hắn A, mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ý chí của nguyên thế giới đời trước nói, cái này có thể xưng là thế giới ý chí, không thuộc về bất kỳ một tồn tại nào, mà là linh hồn của tất cả sinh mệnh trong nguyên thế giới đời trước ngưng tụ. Mặc dù trong đại chiến lần trước, diệt tuyệt bị lực lượng thế giới hủy diệt oanh chúng, nhục thân phá hư, thần hồn cũng bị đánh cho chỉ còn một tia. Nhưng mà, nếm qua lần thua thiệt này, hiện tại cuồng loạn trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa so với thế hệ này, ngay lúc đó diệt tuyệt chỉ bất quá thôn vệ ba vị diệt, hiện tại cuồng loạn lại xa xa vượt qua số lượng này. Theo ta suy tính, dù để cho nguyên thế giới hủy diệt lần nữa cũng không có khả năng giết chết cuồng loạn ngược lại có thể để nó đạt được thế giới hạch thế giới ý chí đột nhiên im bặt mà dừng dừng một chút nó mới lại nói tóm lại cuồng loạn sẽ càng ngày càng mạnh người bằng lực lượng bản thân là không thể xử lý nó trong lòng lăng hàn nhảy một cái thế giới hạch này lại là cái gì vì cái gì thanh âm này lại ấp a ấp úng nó dù sao cũng sắp treo còn có cái gì phải giấu giếm lăng hàn cũng không có hỏi nếu đối phương muốn nói cho hắn, cũng sẽ không đột nhiên ngừng lại. Hắn chỉ nói, chẳng lẽ muốn ta liên thủ với phong vô định sao? Người xác thực phải cùng người liên thủ, nhưng không phải phong vô định. Thế giới ý chí nói, đó là ai? Lăng Hàn truy vấn, diệt tuyệt, phốc, lang Hàn trực tiếp phun ra, diệt tuyệt. Ngươi ngu rồi a, à, đời trước của nguyên thế giới băng diệt, đầu sỏ tội lỗi chính là diệt tuyệt, hơn nữa diệt tuyệt chính là tiền thân của cuồng loạn, ngươi để diệt tuyệt đi làm thịt cuồng loạn. Ha ha, nếu diệt tuyệt đáp ứng liền thực gặp quỷ không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế giới ý chí nói đợi ta phát xác được diệt tuyệt còn có một sở ý thức tồn tại ta liền biết một ngày nào đó nó sẽ đông sơn tái khởi cho nên ta giấu đi thi thể diệt tuyệt sử dụng một tia lực lượng cuối cùng đi tu phục nàng hơn nữa còn để nàng sinh ra ý thức mới thất bộ chính là sáu loại lực lượng bản nguyên lại thêm một lực lượng vị diện đặc thù nhưng lực lượng đặc thù này có thể chỉ ngưng tụ một đạo cũng có thể trăm đạo nghìn đạo thậm chí có thể dung nạp vị diện chân chính cho bản thân, có được lực lượng càng thêm cường đại, cái này có thể xưng là loại lực lượng bản nguyên thứ bảy. Cuồng loạn chính là như thế, nó mỗi thôn về một vị diện, loại lực lượng thứ bảy liền có thể cường đại một phần, vượt xa bất luận một loại lực lượng bản nguyên nào. Cho nên, nó thiên hạ vô địch, ngay cả thất bộ cũng không thể làm gì. Muốn chân áp nó, nhất định phải ở trên loại lực lượng thứ bảy này siêu việt nó. Nhưng người cất bước muộn, lại không thể trực tiếp thôn vệ vị diện, không có khả năng siêu việt cuồng loạn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, dựa vào hắn tự mình đi lớn mạnh những vị diện trong cơ thể kia, phải chờ tới năm nào tháng nào. Có lẽ thật có một ngày hắn có thể để vị diện nào đó trong cơ thể hóa thành vị diện siêu cấp, nhưng thời điểm này nói không chừng cuồng loạn đã sớm thôn phệ tất cả vị diện, nhất thống nguyên thế giới. Mặc dù nơi này hạt bản nguyên hóa thành tường, năng lượng phong phú, nhưng đây cũng chỉ là một bộ phận của nguyên thế giới lúc trước lưu lại. Lui một bước mà nói, dù một tia không ít lưu cho lăng hàn vậy cũng nhiều lắm là để hắn trở thành nguyên thế giới đời trước cần phải biết rằng dù nguyên thế giới đời trước băng diệt cũng chỉ là đả thương nặng diệt việt không có cách nào giết chết mà cuồng loạn bây giờ còn muốn càng mạnh cho nên thế giới ý chí mới có thể nói lấy lực lượng bản thân hắn không có khả năng xử lý cuồng loạn lăng hàn bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì như chiều lên thế giới ý chí này có thể nhìn thấu tương lai thế mà sớm giấu đi thân thể diệt việt cũng tốn hao lực lượng còn lại đi tu phục nàng, giúp nàng sinh ra ý thức mới, trở thành tồn tại đẩy ngã cuồng loạn. Nàng chính là mấu chốt, mà hắn cũng thành một con cờ, cuồng loạn tuyển hắn, thế giới ý chí cũng tuyển hắn. Hắn không tán đồng thế giới nói, thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời lấy đâu ra sự tình trùng hợp như vậy, nhưng hiển nhiên, đối phương là không thể nào nói rõ. chương 3378, trở về một. Gia hỏa này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, tỉ như thế giới hạch gì đó, còn có, diệt tuyệt đến cùng là sinh ra ý chí mới, hay là do thế giới ý chí này rót vào ý thức của mình, thay mặt cho nó. Có lẽ nó làm được, có lẽ làm không được, ai biết chứ. Muốn Lăng Hàn đi tin tưởng một người lạ lẫm như thế, vậy thì thật sự là ha ha. Ở chỗ này, Lăng Hàn giải khai một chút mê đề, nhưng lại thu hoạch càng nhiều không hiểu, thậm chí có một loại cảm giác rơi vào đại âm mưu nào đó. Cho nên, muốn tiêu diệt cuồng loạn, người nhất định phải thu hoạch được loại lực lượng bản nguyên thứ 8. Thế giới ý chí tiếp tục nói, loại lực lượng bản nguyên thứ 8, loại thứ bảy còn dễ nói, dù sao cũng đã sớm tồn tại, chỉ là đổi một loại thuyết pháp, nhưng loại thứ 8 lại là cái gì? Có lực lượng như vậy sao? Vậy tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm giữ qua, đã tới bát bộ trước nay chưa từng có? Kỳ thật, loại lực lượng này ngươi đã sớm thấy qua. Thế giới ý chí nói, âm cùng dương, sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt, chính cùng phản, đây đều là hình thức loại lực lượng bản nguyên thứ 8 biểu hiện, nhưng không có người nào có thể đơn độc nắm giữ, nhất định phải hai người liên thủ mới có thể. Cho nên, nó liền muốn mình cùng diệt tuyệt liên thủ. lang Hàn nghĩ nghĩ, nói, người xác định diệt tuyệt sẽ liên thủ với ta, đi chiến cuồng loạn. Xác định, thế giới ý chí cực kỳ khẳng định nói, được rồi, thời gian của ta không nhiều, phải toàn lực cải tiến thân thể của ngươi, để ngươi chính thức có được năng lực thân hóa nguyên thế giới. Oanh, một cỗ lực lượng huyền diệu tiến vào trong cơ thể lăng hàn, đây là phương diện tinh thần, dù sao bốn chữ thế giới ý chí này đã nói lên hết thảy. Nhưng mà, rất nhanh cỗ lực lượng này liền tiêu tán, quang cầu cũng cấp tốc dập tắt, ầm ầm, trong thanh âm kịch liệt, cái không gian này liền sụp đổ. Chỉ một lát sau, lăng hàn liền thấy hư không phong bạo lao tới. Hắn hiểu được, theo thế giới ý chí tiêu tán, nguyên thế giới đời trước cũng triệt để mất đi trèo trống, thành lũy vị diện không còn hữu hiệu, tự nhiên bị năng lượng hư không xuyên qua nơi này rất nhanh sẽ không còn tồn tại, một lần nữa hóa thành hư không. Bởi vì đây vốn chính là lãnh địa của hư không, căn bản không nên có một nhóm vị diện. Âm âm, hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, lăng hàn lại bất vi sở động. Hắn mở ra phòng ngự, khí lực giống như bất diệt, căn bản sẽ không để ý loại xung kích này. Hắn nội thị thân thể, đừng nhìn thế giới ý chí kia nói đến quang minh lỗi lạc, không hề tư tâm, nhưng lăng hàn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, càng đừng đề cập tín nhiệm đối phương có ở trong thân thể hắn lưu lại tay chân gì hay không đến lúc đó đột nhiên khống chế thân thể hắn vậy thì phiền toái một lần lại một lần cẩn thận kiểm tra cẩn thận đến mỗi một tế bào nhưng lăng hàn cuối cùng đạt được một kết luận thực sự không có phát hiện cái gì không ổn cảnh giới của hắn lực lượng không có chút biến hóa nào lại có một loại cảm giác trong cơ thể của hắn nhiều hơn một thứ gì đó đây là một loại cải biến bởi vì ở trong một tế bào của lăng hàn đang có một lực lượng vị diện hình thành mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là một tia thậm chí lực lượng còn kém dũng tuyển cảnh nhưng chỉ cần một mực tiếp tục như vậy cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ diễn hóa thành một vị diện mới nói cách khác lăng hàn đã phá vỡ bình chướng trước kia thu được năng lực sinh ra vị diện mới như vậy cũng chỉ còn lại có một năng lực khác chưa thể chứng minh hắn có thể thúc đẩy một cái thậm chí mấy vị diện đến cấp độ vị diện siêu cấp nhưng bây giờ liền không dễ chứng minh dù sao bị giới hạn cảnh giới hắn phải đạt tới thất bộ mới có thể xác định có năng lực như vậy hay không. Trên thực tế, chỉ cần vị diện trong cơ thể hắn có thể sinh sôi không ngừng, như vậy thực lực của hắn sẽ vĩnh viễn không có cuối cùng, có thể không ngừng trưởng thành. Hắn xé mở hư không, trở về nguyên thế giới. Chuyến này xuất hành, hắn chọn vẹn tốn hơn 5.000 ức năm, tin tưởng sớm đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Hắn trở lại huyền mạc vị diện, rất nhanh liền tìm được bọn người nữ hoàng. Tất cả mọi người ẩn cư, bởi vì còn không có giải quyết đám người sung viêm, phá nhạc. Nhìn thấy Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người cực kỳ kinh hỉ. Chuyến đi này, thật sự là rất lâu, mà sớm có truyền ngôn nói, Lăng Hàn đã chết ở trong nguyên thế giới đời trước. Mặc dù đám người nữ hoàng đều không tin, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, bọn hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lăng Hàn mơ hồ nói kinh nghiệm của mình một lần, nhưng cuối cùng gặp phải thế giới ý chí lại bị hắn giấu đi, bởi vì hắn không muốn đám người vì hắn lo lắng vô vị. Đám người thì vui vẻ, thực lực của Lăng Hàn tiến thêm một bước, chân chính có thể địch nổi bất luận thất bộ nào, đây là một thiên đại hảo sự. Ngoại vực chiến trường đã mở lại, Duyên Sinh Thiên Tôn nói, sớm ở hơn 40 tỷ năm trước, cuồng loạn liền ngóc đầu trở lại, phát động công kích mãnh liệt với huyền mạc vị diện. Mà sau khi thôn vệ viêm xương vị diện, thực lực của cuồng loạn quả nhiên có tiến bộ lớn. Bản thể mặc dù của nó vẫn bị rất nhiều thất bộ ngăn chặn, nhưng coi như nhiều bốn tên thất bộ, Tình hình lại như cũ không bằng lúc ở Viêm xương vị diện, cuồng loạn có thể đưa ra càng nhiều tinh lực sáng tạo đại quân. Lần này, ngoại vực chiến trường diễn biến thành hai cấp độ, một là chiến trường của thất bộ, một cái khác, từ lục bộ trở xuống tất cả đều ở chỗ này. Tin tưởng đây là cuồng loạn cải biến, số lượng chiến trường càng ít, ưu thế của nó càng lớn, chỉ cần toàn bộ chế tạo quái vật lục bộ liền tốt, về số lượng quá chiếm ưu thế. Còn tốt, đám người tân khí hổ, Lâm U Liên đều đạt đến chiến lực thất bộ, dù không có thân thể bất diệt, nhưng chiến lực quá mạnh, miễn cưỡng giữ được phòng tuyến, chỉ là chậm rãi lui ra phía sau, mà không phải giống như kiểu trước đây, một bại chính là ngàn dặm. Lăng Hàn kỳ quái, cuồng loạn này đến cùng là chế tạo bao nhiêu quái vật lục bộ, thế mà để tứ đại chiến lực thất bộ cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ta phải đi ngoại vực chiến trường nhìn xem, Lăng Hàn nói, bộ pháp thúc đẩy của cuồng loạn nhất định phải áp chế, bởi vì hiện tại trong nguyên thế giới đã không có khả năng lại sinh ra vị diện siêu cấp, như vậy chỉ cần huyền mạc vị diện luân hãm, cuồng loạn sẽ lấy xu thế gió thu quét lá vàng toàn diện chiếm lĩnh nguyên thế giới, ngay cả thất bộ cũng không thể ngăn cản nó. chương 3379, trở về hai Không quản lăng hàn cùng đám người xung viêm có bao nhiêu thù hận nhưng ở trước mặt nguyên thế giới tổn vong, đây đều là việc nhỏ. Đương nhiên, từ biệt hơn 5.000 ngàn ước năm, lăng hàn làm sao cũng không có khả năng lập tức rời đi. Hắn ở trong nhà 3 năm, lúc này mới lên đường. Ngoại vực chiến trường đã đánh nhiều năm như vậy, cũng không kém đợi thêm hắn 3 năm đúng hay không. Trong 3 năm này, hắn đem hơn phân nửa thời gian tiêu vào làm bạn bên thê tử, nhi nữ, mặt khác thì chỉ điểm đám người tu luyện một chút. Ở dưới lăng đoạn vân hối hả ngược xuôi, hậu đại lăng ra phân tán ở các nơi cũng chậm rãi tụ tập, lần nữa tạo thành một đại gia tộc, nhưng cực kỳ điệu thấp, dù sao lăng hàn chưa quay về, mà bọn hắn lại đắc tội mấy tên thất bộ trí tôn. Lăng Hàn dùng thần thức đảo qua mỗi một tên hậu đại, nhưng đáng tiếc chính là, Lăng Đoạn Vân đã là xuất sắc nhất. Nhưng Lăng Đoạn Vân cuối cùng cũng chỉ dừng bước ở tầng 9, cách Thiên Tôn xa không thể chạm, trong con cháu đời sau muốn tái xuất một tên Thiên Tôn, khó. Lăng Hàn cũng biết mình là yêu cầu xa vời, xem như nữ, đời cháu của hắn, lại đi ra bao nhiêu Thiên Tôn. Cuối cùng, Lăng Hàn mang theo Lăng Phi Phàm đi ngoại vực chiến trường. Người không thể quá nhiều, bởi vì hiện tại Lăng Hàn tự vệ không có vấn đề, nhưng thất bộ khai chiến, hắn cũng che chở không được mấy người. Cái này cũng áp dụng cho đám người phá nhạc, cùng Lăng Hàn giao thủ bọn hắn khẳng định cũng không có dư lực trông non người bên cạnh. Vấn đề là, năm người này đến từ nguyên thế giới đời trước, ngoại trừ phong vô định bị bọn hắn để ở trong lòng, còn cần bận tâm người khác sao. Cho nên, đây là không ngang nhau, người ta có thể lưu manh, nói đánh là đánh, hoàn toàn không có lo lắng sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại lăng phi phàm là nhị bộ, đang ở bình cảnh đột phá tam bộ, dẫn hắn đi ngoại vực chiến trường kinh lịch sinh tử ác chiến, với hắn đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn nghĩ đến đám người sung viêm trước kia trong lòng lăng hàn hiện lên một nghi vấn cái kia chính là tại sao bọn hắn muốn nói láo sự tình những sinh mệnh lạc ấn kia nói bọn hắn sớm thu thập mà không phải thế giới ý chí giao cho bọn hắn tranh công không có khả năng thất bộ còn cần giảng hư danh này sao như vậy chỉ có một bọn hắn phải ẩn giấu thế giới ý chí tồn tại vấn đề là vì cái gì lăng hàn tiếp xúc qua thế giới ý chí thấy được một màn lúc trước năm trí tôn ngủ say cũng không cảm thấy kia là một bí mật gì chẳng lẽ năm người này còn biết một chút đồ vật hắn không rõ ràng lang hàn suy nghĩ hồi lâu nhưng nếu như đây thật là một bí mật hắn hiển nhiên không có khả năng xuyên thủng hơn nữa khẳng định kinh thiên động địa nếu không vì sao năm người kia phải ẩn giấu có thể làm cho thất bộ trí tôn thủ khẩu như bình quan hệ tất nhiên vô cùng to lớn ở dưới lang hàn dẫn đầu ông cháu rất nhanh liền đi tới ngoại vực chiến trường giống như viêm xương vị diện nơi này xây lên trường thành lấy hóa giải ưu thế số lượng của cuồng loạn quân Lăng Hàn đứng ở trên bầu trời, ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy đại quân cuồng loạn chú đóng ở ngoài thành vạn dặm, lít nha lít nhít. T, cái quy mô này thật đúng là kinh người. Ai, một đạo thân hình bay xe tới, tản ra khí thế bàng bạc. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, lộ ra sát ý. Đây là tân khí hổ, ừm, là ngươi, tân khí hổ tự nhiên không có khả năng không nhận ra Lăng Hàn, ánh mắt đồng dạng vẩy một cái. Mệnh của ngươi thật đúng là đủ cứng, lại không chết ở nguyên thế giới đời trước. Lăng Hàn chết ở trong nguyên thế giới đời trước, đây là tin tức Kim Tàm thả ra. Hắn tận mắt thấy Lăng Hàn đi vào trong tường hạt, sau đó vĩnh viễn không xuất hiện. Tin tức này truyền ra, phần lớn thiên tôn đều không tin, bởi vì Lăng Hàn là có được lực lượng thất bộ, thất bộ bất tử bất diệt, làm sao có thể vẫn lạc ở nguyên thế giới đời trước. Nhưng về sau, đám người xung viêm nhau nhau biểu thị, có được chiến lực thất bộ cùng thất bộ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thất bộ mới là bất diệt, nếu không, lục bộ, ngũ bộ mạnh hơn cũng có khả năng vẫn lạc. Bị năm tên thất bộ trí tôn khẳng định, lại thêm lăng hàn lại mấy ngàn ức năm không có tin tức truyền ra, bởi vậy, dần dần liền có người bắt đầu tin tưởng. Hiện tại, phần lớn thiên tôn đều coi lăng hàn đã treo. Tân khí hổ tự nhiên là số ít nhận định lăng hàn không chết, bởi vậy, hắn nhìn thấy lăng hàn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình cũng không có chút kinh ngạc gì, nếu không, đổi một người có khả năng cho là mình gặp quỷ. Lăng hàn thản nhiên nói, yên tâm, coi như một phần của ngươi xanh cỏ, ta cũng sẽ không có sự tình. Thật đúng là một chút cũng không có đổi, miệng cực kỳ độc. Tân khí hổ lắc đầu, ha ha, nắm đấm còn cứng hơn đấy. Lang hàn liền xông ra ngoài, vung quyền liền đánh. Khách khí cái gì chứ? Tân khí hổ vội vàng chống đỡ, bành, hai người đụng nhau một cái, cả người tân khí hổ bị đánh bay ra ngoài, dư ba chấn động, không gian từng mảnh từng mảnh sụp đổ, đưa tới hư không phong bạo, cực kỳ đáng sợ. Chiến lực thất bộ quá cường đại, toàn lực xuất thủ, ngay cả vị diện siêu cấp cũng cũng có một ngày bị đánh nát. Tân khí hổ miễn cưỡng phanh lại thân hình, nhịn không được phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hơn năm ngàn ức năm qua đi, mặc dù hắn không có dảo bước tiến lên thất bộ, nhưng cũng đạt tới lục bộ đỉnh phong, lực lượng là thất bộ hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một chút. Cái này không có cách nào, cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu càng khó, hắn có thể cơ hồ vượt qua một cảnh giới hoàn chỉnh, đã cực kỳ không dậy nổi. Nhưng mà, lăng hàn lại là yêu nghiệt chân chính rõ ràng vẫn chỉ là ngũ bộ lại có được chiến lược thất bộ đỉnh phong mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi lăng hàn thét dài một tiếng vừa định xông lên tái chiến đã thấy lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện lâm u liên ngô hạo dương bạch mễ phạn bạch mễ phạn thế mà cũng bước vào lục bộ cái sau vượt cái trước đã ở trên cảnh giới vượt qua lăng hàn cái này cũng bình thường trước chu hằng cũng đã nói bọn hắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng bạch mễ phạn hiện tại trở thành lục bộ không hiếm lạ chút nào có thất bộ dốc sức bồi dưỡng tiến cảnh có thể không nhanh sao đương nhiên nếu không phải bản thân bạch mễ phản cũng là một thiên tài vậy nâng làm sao cũng vô dụng